Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 571 Nỗi Bất Bình Tột Cùng. Trong ấn tượng của họ, chưa từng có đệ tử ngoại tông nào có phong thái như thế này. Quả thật rất khó tin, không ai ngờ được Diệp Lưu Vân đã leo lên lưng kiếm điêu mà vẫn bị hắn chém chết. Ít nhất là 10 năm, mọi người sẽ không thể quên được nhát kiếm ấy. Hân Nghiên nhìn Vương Diễm bị giải đi, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hiện lên vẻ lo âu. Câu nói cuối cùng của Vương Diễm đâm vào tim cô ta như một cây gai. Sư tỷ đang nghĩ gì vậy? Lâm Nhất từ trên lưng huyết long mã leo xuống, nhẹ giọng hỏi. Hân Nghiên mỉm cười, ngừng suy nghĩ, dịu dàng trả lời, ta nghe nói ngươi lấy được bá kiếm cũng không dễ dàng, trưởng lão thủ các đã khiến ngươi chịu không ít đau khổ. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, Lâm Nhất cảm thấy chua xót. Lúc ở Huyền Võ Điện, hắn đã bị trưởng lão thủ các làm cho thất khiếu chảy máu, quỳ một gối xuống đất. Không ai hiểu, không ai có thể hiểu. Họ chỉ cho rằng hắn đòi lên tầng 4 Huyền Võ Điện, nhưng không ai biết hắn chỉ vì một lời hứa. Lâm Nhất trầm giọng đáp, ta đã hứa với sư tỷ rằng phải giết Diệp Lưu Vân, dù thế nào ta cũng phải làm cho bằng được, sao có thể thất hứa. Tiểu tử nhà ngươi đã thật sự làm được, ngày thường liên minh quân tử chèn ép chúng ta rất nhiều lần, hôm nay nhờ ngươi mà cuối cùng cũng khiến chúng chịu đau khổ. Mạc Thành, thành viên nòng cốt của Lạc Già Sơn đứng bên cạnh Hân Nghiên cười sảng khoái. Đúng đó, Lâm sư đệ, ngươi đã chút giận giúp chúng ta. Các đệ tử Lạc Già Sơn khác lần lượt lên tiếng, trong lời nói tràn đầy thiện cảm với Lâm Nhất. Lâm Nhất cười đáp lại, hắn không nghĩ quá nhiều. Chỉ muốn thực hiện việc mình đã hứa. Hơn nữa, nếu ngày đó không có Hân Nghiên ra tay, có lẽ nhát kiếm liều mạng của Diệp Lưu Vân kia đã lấy mạng hắn. Về tình về lý, hắn đều phải giết Diệp Lưu Vân. Về Lạc Già Sơn nghỉ ngơi cho tốt, ta cũng cần kiểm tra vết thương của ngươi. Hân Nghiên thấy trạng thái của Lâm Nhất không được tốt lắm, hắn đã bị thương khá nặng trong trận chiến lần này. Phải nhanh chóng chữa trị. Hồi phục sức khỏe mới là chuyện quan trọng. Cả đoàn người quay trở lại nơi ở của Lạc Già Sơn, Lâm Nhất đã hoàn toàn thả lòng, sau khi kiểm tra vết thương xong thì ngủ thiếp đi. Để giết Diệp Lưu Vân, hắn buộc phải vào liên minh quân tử. Dưới sự hỗ trợ của Phục Ma Ấn, Long Hổ Quyền thoạt nhìn như mạnh không ai cận nổi. Nhưng trên thực tế, lúc đó hắn có thể chịu đựng là nhờ vào thân thể cứng rắn cùng với cục tức trong lòng. Nỗi bất bình tột cùng. Sau khi hắn thi triển bá kiếm, khi thể đã cạn sắp thấy đáy, cơn mệt mỏi và đau nhức ập tới. Vậy nên lần này hắn đã ngủ suốt 3 ngày. Chương 572 tiểu tử nhà người đang nghĩ gì vậy? Trong 3 ngày hắn ngủ, Lăng Tiêu Kiếm Các đã dấy lên một cơn phong ba vì hắn. Hầu hết các đệ tử ngoại môn đều bàn tán về trận chiến giữa hắn và Diệp Lưu Vân. Trận chiến ấy thực sự chấn động lòng người, biến đổi bất ngờ. Nhưng điều thật sự khiến cuộc phong ba này mãi không yên ắng chính là nhát kiếm cuối cùng do Lâm Nhất thi triển. Bốn phương tám hướng, mây răng chín tầng. Đó là bá kiếm, cấm thuật mà nghìn năm qua có rất ít người tu luyện thành công. Nhiều người đã bị thương nặng, không thể bình phục vì tu luyện kiếm pháp này. Thế mà giờ lại có người thi triển nhát kiếm này ngay trước mặt mọi người. Tia sáng bá kiếm lại xuất hiện ở Lăng Tiêu, có thể nói là kinh thiên động địa. 3 ngày sau, Lâm Nhất mơ màng thức dậy, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhàng, thoải mái không nói nên lời. Hắn nhanh nhẹn hơn gấp trăm lần, có nguồn sức lực như không bao giờ dùng hết. Chân nguyên chuyển động trong kinh mạch càng nhiều hơn trước kia, trận chiến này đã giúp cho tu vi và thân thể của hắn mạnh hơn nhiều. Xem ra trận chiến thật sự giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện võ đạo. Quần áo của mình. Lâm Nhất nhìn xuống thì thấy chiếc áo xanh rách dưới của mình đã được thay bằng trường bào tông môn mới tinh. Lâm Nhất kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Lý Vô Ưu đang ngủ gật trong phòng mình. Vô Ưu. Lâm Nhất gọi một tiếng, Lý Vô Ưu lập tức tỉnh dậy, vẻ vui mừng thoáng qua trong mắt, cười bảo, đại ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh. Ai đã thay quần áo cho ta thế, người giúp ta à? Vẻ mặt Lý Vô Ưu khẽ đổi, hắn ta cười đáp, ta là thằng nam hàng thật giá thật,
huynh đừng hiểu lầm nha. Lâm Nhất nhíu mày, tiểu tử nhà người đang nghĩ gì vậy? Hi hi, không nói chuyện này. Đương nhiên là do sư tỷ thay quần áo cho huynh, Hân Nhiên sư tỷ đã tự tay thay quần áo giúp huynh, còn đuổi chúng ta ra ngoài nữa kìa. Tiểu đệ hâm mộ lắm đó, huynh nói xem nếu ngày nào đó ta bị thương thì có được đãi ngộ như vậy không? Lâm Nhất nghe vậy thì hiểu, với tác phong của Hân Nhiên sư tỷ cũng có khả năng lắm. Chỉ là Lý Vô Ưu đã quên mất bài học trần truồng chạy trên cánh đồng tuyết mạc bắc ngày hôm đó. Được Hân Nhiên sư tỷ chạm vào cũng không phải dễ. Sau một lúc trò chuyện, Lý Vô Ưu nghiêm mặt nói, đại ca, ta định bế quan một thời gian. Chương 573 nói gì mà náo nhiệt thế? Lâm Nhất ngạc nhiên cười, mặt trời mọc ở hướng Tây à? Không ngờ ngươi lại định chuyên tâm tu luyện đấy, trước đây ta đã đốc thúc ngươi rất nhiều lần. Trước khi rời nhà, phụ thân đã nói với ta rằng dừng ở cảnh giới tiên thiên lâu một chút cũng không sao. Đại diễn tinh quyết khác với những công pháp khác, nếu đột phá huyền quan sẽ có thể thăng cấp như diều gặp gió. Bản tính ta vốn lười biếng nên cũng không gấp gáp, nhưng... Lý Vô Ưu thở dài, ba ngày trước, trong trận chiến giữa Liên minh quân tử và Lạc Già Sơn, một kẻ tiên thiên thất khiếu như ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi người liều mạng, không thể giúp ích được gì, cảm giác ấy rất khó chịu. Lâm Nhất nghiêm túc giải thích, ngươi đừng nghĩ nhiều, trận chiến giữa hai hội đồng minh chỉ toàn nhân tài kiệt xuất. Nếu ngươi thật sự xông lên, Hân Nhiên sư tỷ mới lo lắng đấy. Đúng, vậy nên ta đã quyết định, nếu không đột phá huyền quan thì sẽ không xuất quan, ít nhất là không thể làm kẻ vướng chân. Xưa nay Lý Vô Ưu là một người vô tâm, nay lại lộ ra vẻ nặng nề hiếm thấy. Lâm Nhất ngẩn ra, cười bảo, trong rừng rậm u ám, đại diễn tinh quyết của ngươi đã bộc lộ tiềm năng rất lớn, ta rất mong chờ sau khi ngươi đột phá huyền quan sẽ có thực lực như thế nào, cũng rất mong chờ cái ngày mà ngươi thực sự trở thành đệ nhất kiếm khách của nước Đại Tần. Lý Vô Ưu gãi đầu, vậy cứ quyết định vậy đi, chờ ta xuất quan, ta nhất định sẽ cho huynh một bất ngờ. Nói gì mà náo nhiệt thế? Tiếng cười như chuông bạc vang lên từ ngoài cửa. Hân Nhiên mặc sườn xám, phong thái hiểu điệu bước vào. Trong căn phòng nhỏ hẹp lập tức trở nên sáng sủa, dường như có hoa tươi phủ kín, rực rỡ lên hẳn, mùi thơm ngây ngất. Ánh nắng rọi vào người Hân Nhiên, phủ lên thân hình đầy đặn và nóng bỏng của cô ta một lớp ánh sáng. Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đều nhìn ngây người, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Lý Vô Ưu cười bảo, sư tỷ, ta đi trước đây, hai người trò chuyện đi. Trước khi đi, hắn ta còn lưu luyến nhìn lại, nuốt một ngụm nước bọt mới ra ngoài. Tiểu Lý Tử vẫn không đổi tính, nhưng hắn đã ở trong phòng chăm ngươi ba ngày, ngươi phải quý trọng người bạn này đấy. Trước ánh mắt của Lý Vô Ưu, Hân Nhiên chỉ cười hờ hững, nhìn Lâm Nhất nói. Ta biết, lần này cũng coi như hắn hiểu chuyện. Hai người đã đồng hành suốt chặng đường ở cánh đồng tuyết mạc bắc, còn trải qua sinh tử trong rừng rậm u ám. Tình cảm của họ dành cho nhau đã sớm vượt xa tình bạn bình thường. Hân Nhiên nhẹ giọng, ta thấy ngươi trông có sức sống hơn nhiều, chắc xuống giường được rồi chứ. Lâm Nhất gật đầu, được rồi. Vậy thì tốt, Lạc trưởng lão vào đi. Hân Nhiên nhìn ra ngoài gọi một tiếng, Lạc Phong trưởng lão cười tủm tỉm bước vào. Thấy vậy, Lâm Nhất vội vàng thi lễ. Chương 574 đại nhân, ta đã đưa Lâm Nhất đến. Lạc Phong trưởng lão là trưởng lão có quyền cao chức trọng ở nội tông, ông ta cũng chiếu cố hắn khá nhiều, không thể thất lễ. Lạc Phong nhanh chóng ngăn cản, cười bảo, không cần khách sáo, ta chỉ được người khác ủy thác thôi. Có người muốn gặp ngươi, nhưng ta sợ ngươi vẫn chưa bình phục, có chỗ không tiện nên nhờ Hân nha đầu vào gặp ngươi trước. Lâm Nhất nghi hoặc, ai muốn gặp ta? Hân Nhiên cười đáp, ngươi đừng hỏi, ngay cả ta Lạc Phong trưởng lão còn không nói. Chắc chắn là một nhân vật lớn. Lạc Phong cười bí ẩn, không nhiều lời nữa mà vung tay lên, không vội, trước tiên ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện khác, Vương Diễm đã bị phạt ở Chấp Kiếm Đường, hình phạt là tự đâm ba nhát dao, đánh gãy tứ chi. Lâm Nhất nghe vậy thì khẽ biến sắc, lập tức hiểu. Hình phạt này quá nặng, nhưng với nội tình của Vương gia, hắn nằm vài tháng sẽ hoàn toàn bình phục thôi. Lạc Phong thở dài, coi như ngầm thừa nhận, cũng không thể thật sự phế bỏ hắn,
lần này dạy cho hắn một bài học, ít nhất hắn sẽ không dám ra tay với ngươi trong tông môn. Nhưng thật ra việc này không quan trọng, quan trọng là bày tỏ thái độ của chúng ta, tông tộc Vương thì muốn động tới ngươi cũng cần phải cân nhắc. Lâm Nhất ngẩn ra, cũng hiểu được phần nào đó thâm ý của Lạc Phong. Vương Diễm muốn giết hắn, ngoài việc báo thù cho đệ đệ của hắn ta, nguyên do thật sự vẫn là cây đại thụ tông tộc Vương Thị. Dù không có Vương Diễm, họ cũng khó có thể bỏ qua cho hắn. Tông tộc Vương Thị cao thủ nhiều như mây, chỉ cần hắn bước ra khỏi Lăng Tiêu Kiếm Các, họ có rất nhiều cơ hội ra tay. Nhưng hôm nay có sự uy hiếp của Lăng Tiêu Kiếm Các, ít nhất Lâm Nhất sẽ không bị đe dọa khi ra ngoài một mình trong thời gian ngắn. Đi theo ta. Thấy Lâm Nhất có vẻ đã hiểu, Lạc Phong trưởng lão không nói nhiều nữa. Hai người lần lượt ra khỏi Lạc Già Sơn, đi vòng qua mấy ngọn núi, ngang qua một số đại điện được gọi là cấm địa tuyệt đối đối với đệ tử, sau đó đi thêm vài vòng nữa mới đến một ngọn núi bí ẩn. Trên núi trải rộng những rừng mai, hương hoa ngào ngạt thấm vào lòng người, nhìn có vẻ tao nhã. Lúc này có một người đang đứng trên vách đá cuối rừng mai, nhìn xuống Lăng Tiêu Kiếm Các. Đại nhân, ta đã đưa Lâm Nhất đến. Lạc Phong trưởng lão cung kính thi lễ, không chờ người nọ trả lời đã rời đi. Một lát sau, trong khu vườn mai rộng lớn chỉ còn lại Lâm Nhất và người chắp tay đứng ở phía cuối kia. Lại đây. Người nọ nhẹ giọng gọi. Lâm Nhất nghe lời, nhanh chóng đi xuyên qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo tĩnh mịch trong rừng mai, sau đó đến gần người nọ. Người nọ quay lưng lại nhìn về phía hắn. Người này tuổi không lớn lắm, trẻ hơn Lạc Phong trưởng lão rất nhiều, thoạt nhìn như một thư sinh trung niên có phong độ bất phàm. Ý cười nhẹ nhàng hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm và ôn hòa của y. Khi nhìn thấy rõ diện mạo của người này, Lâm Nhất lập tức kinh ngạc, ông là chấp sự đã cho ta công pháp bá kiếm ở Huyền Võ Điện. Chương 575. Trong vườn mai, người trung niên thư sinh nho nhã trước mặt không phải ai khác. Chính là chấp sự đã cho Lâm Nhất ngọc bài công pháp bá kiếm trong Huyền Võ Điện ngày hôm đó. Nếu là chấp sự của Huyền Võ Điện thì địa vị không thể cao như thế, ngay cả Lạc Phong cũng phải kính trọng. Xem ra tiểu hữu vẫn nhớ tại hạ. Nụ cười hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của người trung niên. Cũng không lâu lắm, sao ta có thể quên được? Lâm Nhất nhẹ giọng trả lời, một số chuyện đã có lời giải đáp. Ngày hôm đó, trưởng lão thủ các thấy hắn. Câu đầu tiên đã hỏi là ai đưa bá kiếm cho hắn. Lúc đó hắn chẳng để tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại bá kiếm đặt ở tầng 3 là một nơi khá bí mật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy nên trưởng lão thủ các mới hỏi câu này. Lâm Nhất thận trọng hỏi, xin hỏi phải xưng hô với tiền bối thế nào ạ? Đã rất lâu ta không dùng tên rồi, bây giờ tên ta chỉ có một chữ Mai, người có thể gọi ta là Mai Tiên Sinh. Người trung niên dừng một chút rồi mỉm cười, có lẽ ngươi cũng đã nghe nói về ta. Mai. Mạch suy nghĩ của Lâm Nhất nhanh như điện, dưới các chủ của Lăng Tiêu Kiếm Các có tứ đại hộ pháp là Mai, Lan, Trúc, Cúc. Tứ đại hộ pháp dưới một người, trên vạn người, là người giữ chức vụ cao thực sự ở Lăng Tiêu Kiếm Các. Thực lực cường đại, quyền thế ngút trời, chỉ đứng sau các chủ. Các chủ bế quan quanh năm, rất ít khi lộ diện. Nói chính xác hơn thì tứ đại hộ pháp Mai, Lan, Trúc, Cúc mới là những người quản lý thực sự ở kiếm các. Nhìn từ thái độ cung kính của Lạc Phong trưởng lão thì người trước mặt chính là Mai hộ pháp. Thú vị! Hắn với Mai hộ pháp có chênh lệch rất lớn về địa vị, một người trên trời, một người dưới đất, không biết sao ông ấy lại quan tâm đến hắn. Chắc ngươi rất tò mò vì sao ta lại đưa bá kiếm cho ngươi đúng không? Không đợi Lâm Nhất trả lời. Mai hộ pháp đã trầm ngâm lên tiếng, vì ta biết kiếm ý của ngươi được luyện thành trong rừng táng kiếm, vậy ngươi chắc chắn sẽ luyện được bá kiếm. Tông môn không thiếu nhân tài kiệt xuất, tại sao lại có ít người luyện thành công bá kiếm? Lý do rất đơn giản, họ không nắm vững được kiếm ý trong thời khắc sinh tử thật sự, không hiểu sự sắc bén của kiếm giả thì sao có thể điều khiển được luồng bá khí này. Ông ấy lặng lẽ quay người lại, mỉm cười nhìn Lâm Nhất, ta không lừa ngươi chứ. Là một kiếm chứ không phải một chiêu. Lâm Nhất gật đầu, những lời tiền bối nói đều là thật, một kiếm chứ không phải một chiêu. Mai hộ pháp khá hài lòng, khẽ nói, ngươi về đi.
Lâm Nhất hơi ngẩn người, không hiểu lắm. Chương 576. Làm gì vậy? Mai Hộ Pháp gặp hắn chỉ nói đôi câu đã bảo hắn về. Mai Hộ Pháp thản nhiên nói tiếp, ta gặp ngươi chỉ để cho mọi người thấy thái độ thôi chứ không phải thật sự có chuyện muốn tìm ngươi, ngươi có thể tự tìm ra thâm ý trong này. Nhưng ta có thể nói với ngươi rằng tông môn bình đẳng, Vương Diễm có thể ra tay với ngươi trong cửu tinh tranh bá, có thể ép ngươi vào bước đường cùng ở trong tông môn, có thể tùy tiện nhúng tay vào trận chiến sinh tử. Nhưng ngươi cũng có thể giết Phương Ninh, cũng có thể giết đồng môn trên đài sinh tử, cũng có thể khiến Vương Diễm tự đâm ba nhát dao, đánh gãy tứ chi. Trong lòng mỗi người đều có sự bất bình, nhưng bao nhiêu người có thể chuyển những điều này thành động lực. Tông môn không thích Vương Diễm, nhưng càng không thích kẻ yếu, Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ không thương hại cho kẻ yếu. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới đáp, đã hiểu. Bất kể Mai Hộ Pháp nói gì, miễn là ông ấy gặp hắn, chuyện này truyền ra ngoài tương đương với việc Lăng Tiêu Kiếm Các rất coi trọng Lâm Nhất hắn. Người ngoài nếu muốn phá lệ tấn công hắn lần nữa cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ta rất thích kẻ mạnh, nhưng lại càng thích người coi trọng tình nghĩa. Ta rất coi trọng ngươi, nếu ngươi có thể luyện bá kiếm đến đại thành, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Mai Hộ Pháp cân nhắc, còn bây giờ ta không thể cho ngươi quá nhiều, dù có cho ngươi công pháp cấp huyền thì với tu vi của ngươi cũng không sử dụng được. Tu luyện cho tốt, trên con đường võ đạo này, muốn gì, cầu gì đều phải dựa vào bản thân để giành lấy. Cảm ơn tiền bối chỉ dạy. Lâm Nhất rất cảm kích, đối phương là một trong tứ đại hộ pháp của kiếm các mà lại có thể nói với hắn nhiều như vậy, hắn đã không còn mong cầu gì nhiều hơn. Trong huyền võ điện, ông ấy có thể cho hắn bá kiếm đã là giúp hắn rất nhiều rồi. Lui xuống đi. Vãn bối cáo lui. Trong vườn mai, Lâm Nhất xoay người rời đi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười. Từ hôm nay trở đi, hắn đã thật sự có chỗ đứng ở Lăng Tiêu Kiếm Các, ở Đại Tần Đế Quốc. Sau khi Lâm Nhất đi, trong vườn mai lặng lẽ xuất hiện ba bóng người, hai nam một nữ bước ra. Mai đại ca, thiếu niên này thật sự giống với huynh khi đó, nữ tử nhìn theo hướng Lâm Nhất rời đi, khẽ thở dài. Thiếu niên bồng bột nhưng lại rất coi trọng tình nghĩa, chỉ là dường như hơi thiếu điềm tĩnh một chút. Đại ca coi trọng hắn như vậy là định để hắn hoàn thành chuyện mà đại ca vẫn chưa hoàn thành à? Vậy thì hơi xa xôi quá. Mai Hộ Pháp nhẹ nhàng thở dài, đúng là còn rất xa, nhưng hy vọng thì vẫn nên có, dù thế nào thiếu niên này cũng xứng đáng để kiếm các huấn luyện đàng hoàng. Ra khỏi vườn mai, Lâm Nhất không về Lạc Già Sơn mà đi thẳng tới huyền võ điện. Lần trước đi vội vàng, có một tháng nên hắn chỉ chọn kiếm pháp này. Bây giờ Diệp Lưu Vân đã chết, đương nhiên hắn phải nghĩ đến con đường tu luyện của mình. Hắn đã có kiếm pháp, quyền pháp, chỉ còn thiếu thân pháp và một môn công pháp tu luyện thân thể. Chương 577. Công pháp tu luyện thân thể chắc sẽ không dễ tìm, cũng không thể tìm bừa được, ngược lại, điểm yếu thân pháp hiện tại của hắn là điều rất cấp bách. Lâm Nhất. Vừa mới bước vào đại điện đã có rất nhiều người nhận ra Lâm Nhất. Mới có 3 ngày mà vết thương của hắn đã hoàn toàn bình phục, Vương Diễm thì thảm rồi, nghe nói bị phạt đâm 3 nhát dao và đánh gãy tứ chi, lần này phải nằm một chỗ vài tháng đây. Các vị giữ chức vụ cao của kiếm các coi trọng hắn thật đấy, dù là Vương Diễm coi trời bằng vung động đến hắn cũng phải chịu thiệt lón. Đây chính là yêu nghiệt. Chỉ cần ngươi có thiên phú và thực lực cao hơn người khác, tự nhiên sẽ được tông môn coi trọng. Vương Diễm thì thế nào, vẫn phải cúi đầu thôi. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Lâm Nhất đều là kính trọng và ngưỡng mộ. Bây giờ Lâm Nhất ở trong kiếm các là hy vọng của rất nhiều người ở tầng lớp thấp, họ nhìn thấy sức mạnh từ trên người hắn. Không sợ cường quyền, không dựa vào xuất thân, chỉ dựa vào chính mình, liều mạng tìm ra một con đường sống cho mình trong tông môn. Lâm Nhất bước nhanh, đi thẳng lên tầng 3 của huyền võ điện. Mục tiêu rõ ràng, những ngọc bài ghi lại thân pháp cấp huyền thượng phẩm không ngừng lướt qua trước mắt hắn. Điều này giống như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt họ. Nhóm người này trước nay luôn kiêu ngạo, hống hách, mắt cao hơn đầu, chắc chắn không nuốt trôi cục tức này hợp với long hổ quyền của mình. Long hổ quyền cương mãnh, bá đạo nên thân pháp này không nhất thiết phải quỷ quyệt đa đoan, thật giả khó phân, cũng không cần khéo léo và linh hoạt, nhưng nhất định phải nhanh, mạnh và quyết liệt. Dựa theo tiêu chuẩn này, từng ngọc bài công pháp bị hắn loại bỏ.
Lạc Diệp thân pháp, Tùy Phong quyết, Khinh Vân tung. Viêm Vân bộ, thân pháp cấp huyền thượng phẩm, một bước đi ra như mây trên trời, như lửa bay lên, thân pháp đại thành vừa nhanh vừa mạnh, có hỏa diễm cùng mây phóng lên bầu trời. Chính là ngươi. Lâm Nhất cầm ngọc bài công pháp đi thẳng xuống tầng 1, không chút chậm trễ. Không lâu sau, hắn đã tới trước mặt trưởng lão thủ các. Trưởng lão, ta muốn đổi Viêm Vân bộ. Lâm Nhất đưa ngọc bài ra, cung kính nói. Lâm Nhất vẫn rất kính trọng vị trưởng lão thủ các này, ông ấy là một tiền bối rất có trách nhiệm. Trưởng lão thủ các cầm lấy ngọc bài rồi ấn xuống, sau đó nhìn Lâm Nhất thật sâu khiến hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Một lúc sau ông ấy mới hỏi, người thật sự đã luyện được bá kiếm. Vãn bối chỉ may mắn đạt đến tiểu thành, miễn cưỡng vung được một kiếm thôi ạ. Chương 578. Lâm Nhất gật đầu. Trưởng lão thủ các thở dài một hơi, khế nói, dù sao anh hùng cũng đều từ thiếu niên, lần trước ta đã suýt hại chết ngươi. Lâm Nhất vội nói, trưởng lão đừng nói như vậy. Viêm Vân bộ, thân pháp này khá phù hợp với Long Hổ quyền của ngươi, nhưng dù sao cũng chỉ là cấp huyền thượng phẩm. Ta đổi cho ngươi một bộ thân pháp khác, cũng có phần giống với Viêm Vân bộ này, coi như ta bồi thường cho ngươi. Trưởng lão thủ các không đưa Viêm Vân bộ cho hắn mà đổi sang một miếng ngọc bài khác. Thất huyền bộ, thân pháp cấp huyền siêu phẩm. Khi xưa có thánh nhân trục nhật, nhìn theo dấu vết của Kim Ô hàng ngày sau đó diễn hóa ra trục nhật thần quyết. Vào thời thịnh thế hoàng kim, trục nhật thần quyết bị phá hủy không còn trọn vẹn, sau này người ta dựa vào trục nhật thần quyết còn khiếm khuyết này diễn hóa ra rất nhiều thân pháp, thất huyền bộ là một trong số đó. Lâm Nhất xem xong phần mô tả về thất huyền bộ thì vẻ mặt hơi thay đổi, đây là thân pháp cấp huyền siêu phẩm. Chỉ khi lên được huyền võ điện tầng thứ tư mới đủ điều kiện để đổi. Nhưng tiêu vân lệnh của hắn chỉ có tam phẩm, theo lý mà nói không thể đổi lấy thân pháp này. Thất huyền bộ này rất khó tu luyện, muốn luyện đến đại thành là rất khó. Nhưng uy lực lại rất mạnh, tuy là công pháp cấp huyền siêu phẩm nhưng không để ở tầng 4. Nó tương đương với thân pháp cấp linh nên được để ở tầng 5. Trưởng lão thủ các nhìn Lâm Nhất bình tĩnh nói. Huyền võ điện, tầng thứ 5. Lâm Nhất nhướng mày, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn cảm thấy hơi nặng nề. Tiền bối. Trưởng lão thủ các thờ ơ nói tiếp, đừng căng thẳng, ngay cả bá kiếm cũng có thể tu luyện thành công, ngươi hoàn toàn xứng để tu luyện thất huyền bộ này. Một tháng trước lão phu đã khiến ngươi chịu nhiều đau khổ. Thất khiếu đều chảy máu, xương cốt nứt lìa. Nếu thân thể ngươi không cường đại thì có lẽ với thương thế ấy ngươi đã phải nằm nghỉ ngơi hơn một tháng. Đa tạ tiền bối. Lâm Nhất nhận lấy thất huyền bộ, trịnh trọng cảm ơn. Thất huyền bộ. Trưởng lão thủ các không cố ý giảm âm lượng nên mọi người trong đại sảnh của huyền võ điện đều nghe thấy rõ ràng. Vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lâm Nhất đang trịnh trọng cất ngọc bài công pháp. Nói hơi phóng đại một chút là con người gần như rơi ra ngoài. Thất huyền bộ là công pháp đặt ở tầng thứ 5 của huyền võ điện, thích hợp nhất cho đệ tử dưới cảnh giới huyền võ tầng thứ 3 tu luyện. Qua huyền võ tầng thứ 3 mà luyện thân pháp này thì giá trị sẽ không cao lắm. Nghe đồn thân pháp này là bản thiếu của trục nhật thần quyết, ngoài cuốn huyền võ còn có cuốn tử phủ, cực kỳ đáng gờm. Trục nhật tức là dõi theo kim ô từng ngày. Nghe nói tu luyện thân pháp này lên đến cảnh giới cao nhất có thể thi triển khí thế kim ô thiêu thiên, không biết là thật hay giả. Nhưng thân pháp này yêu cầu ngộ tính cực cao, tiêu hao rất nhiều chân nguyên, người bình thường không thể tu luyện. Giữa những tiếng thảo luận, Lâm Nhất hài lòng rời khỏi huyền võ điện. Chương 579. Trưởng lão thủ các nói rất đúng, thất huyền bộ và viêm vân bộ rất giống nhau, cả hai đều là công pháp chú trọng tính bùng nổ. Nhưng rõ ràng thất huyền bộ mạnh hơn. Khi thi triển sẽ nhanh như chớp, cuồng bạo vô song, bá đạo tuyệt thế. Hoàn toàn phù hợp với Long Hổ quyền của hắn. Khi hắn tu luyện Tử Diên kiếm quyết và Tuế Nguyệt tâm kinh, chân nguyên ngưng tụ dồi dào, vượt xa người cùng thế hệ. Hoàn toàn có thể chịu được cái gọi là tiêu hao chân nguyên một cách khủng khiếp. Có thất huyền bộ kết hợp với Long Hổ quyền, sức chiến đấu của mình chí ít cũng có thể tăng được 3 phần. Long Hổ quyền mạnh hơn nữa mà không đánh được thì cũng vô dụng. Nhưng một khi thân pháp nâng lên, dù là nhân tài kiệt xuất huyền võ tầng thứ tư đứng trước mặt mình cũng phải dè chừng. Lâm Nhất nghĩ thầm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn vô cùng kỳ vọng vào thất huyền bộ này.
Điều khiến hắn hài lòng hơn cả là Thất Huyền Bộ còn có cuốn tử phủ, cũng nghĩa là sau này hắn thăng cấp lên cảnh giới tử phủ, chỉ cần tìm được công pháp tương ứng thì có thể tiếp tục củng cố Thất Huyền Bộ. Nhưng để luyện Thất Huyền Bộ này chắc cũng không đơn giản. Trưởng lão thủ các biết hắn đã luyện thành công bá kiếm mà cũng phải nói với hắn rằng công pháp này không dễ tu luyện. Có thể kết luận rằng độ khó của Thất Huyền Bộ này không hề thấp hơn bá kiếm. Nhưng như vậy mới thú vị, không phải sao? Khóe miệng thiếu niên nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt lấp lánh, việc gì càng có tính thử thách càng dễ khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Nhưng khi hắn chuẩn bị quay về Lạc Già Sơn thì một nhóm người của Liên Minh Quân Tử xuất hiện, chặn đường hắn. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng chốc trầm xuống. Bây giờ hắn với người của Liên Minh Quân Tử có thể nói là như nước với lửa, không đội trời chung. Đám người trước mặt đều là tay chân của Vương Diễm, cổ vũ cho hắn ta. Diệp Lưu Vân chỉ là một thành viên trong số đó, kẻ đã suýt đẩy hắn vào đường cùng. Trong vạn kiếm đầu ngày hôm đó, đám khốn kiếp này đã suýt phá hủy kiếm ý của Hoàng Phủ Tịnh Hiên. Vương đạo mà tàn nhẫn, chẳng có tên nào tốt đẹp. Ánh mắt đám người này nhìn Lâm Nhất đều là vẻ lãnh đạm, tràn ngập sự lạnh lẽo, chỉ ước có thể giết chết Lâm Nhất ngay tại chỗ. Ba ngày trước Lâm Nhất như rồng như hổ, lao thẳng vào đám người bọn họ, một kiếm chém chết Diệp Lưu Vân. Điều này giống như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt họ. Chương 580. Nhóm người này trước nay luôn kiêu ngạo, hống hách, mắt cao hơn đầu, chắc chắn không nuốt trôi cục tức này. Điều khiển họ tức giận hơn là Vương Diễm lại bị tông môn phạt tự đâm ba nhát dao, làm gãy tứ chi vì Lâm Nhất. Từng đòn nặng nề suýt chút nữa khiến Liên Minh Quân Tử mất hết thể diện. Rất nhiều đệ tử bị Liên Minh Quân Tử ức hiếp ngày thường đều không còn sợ họ nữa. Trước nay họ luôn là người bắt nạt, chưa từng có ai có thể làm họ trở nên thê thảm như vậy. Chỉ là một tên đệ tử bảng nhân mà lại có thể khiến Mai Hộ Pháp để ý. Lâm Nhất, ngươi giỏi lắm. Thanh niên áo xanh của Liên Minh Quân Tử cười khẩy, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Ngày hôm đó, Tiêu Vân Lệnh trong tay Lạc Phong, Tiêu Vân Lệnh khắc hình đóa hoa mai là của Mai Hộ Pháp. Nếu không có Tiêu Vân Lệnh này, chỉ dựa vào một mình Lạc Phong thì rất khó làm Vương Diễm khuất phục. Chó săn của Liên Minh Quân Tử đúng là âm hồn không tan mà, ta cứ tưởng sau khi Vương Diễm bị đâm ba nhát dao, các ngươi sẽ biết điều cục đuôi lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhất hiện lên vẻ sắc bén, không hề có vẻ sợ hãi. Chỗ này cách nơi Lạc Già Sơn đóng quân không xa, chỉ cần hắn kéo dài thêm một lát, các thành viên của Lạc Già Sơn sẽ đến ngay. Chết tiệt! Trong mắt thanh niên áo xanh khó nén nổi phẫn nộ, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không dám làm càn quá mức. Nếu là trước đây có ai dám nhắc tới hai chữ chó săn trước mặt hắn ta đã sớm đánh gãy hai chân và bắt kẻ đó phải quỳ xuống xin tha. Nhưng thiếu niên trước mặt này không còn là người mà hắn ta có thể tùy ý bắt nạt. Hắn ta nghĩ không ra, rốt cuộc một kẻ có địa vị thấp hèn, xuất thân từ kiếm nô như Lâm Nhất giỏi giang đến đâu mà có thể khiến một trong tứ đại hộ pháp nhìn hắn bằng con mắt khác. Và cũng không hiểu tại sao bá kiếm, loại kiếm pháp mà nghìn năm qua có rất ít người tu luyện thành công, lại thành công trong tay hắn. Liên Minh Quân Tử không đơn giản như ngươi tưởng đâu, nếu không nhờ có Mai hộ pháp bảo vệ. Bây giờ ta có thể khiến người nằm dưới đất như một con chó chết. Thanh niên áo xanh bước lên một bước, khí thế toàn thân hắn ta đột nhiên bùng nổ. Uy áp đáng sợ đánh úp tới. Huyền võ tầng thứ 6. Lâm Nhất khẽ giật mình, lùi về sau ba bước, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên trong cơ thể. Long hổ sinh uy lập tức thi triển, khí tức trên người hắn quay cuồng như bão táp, uy thế long hổ tràn ngập quanh thân, sau ba bước. Hắn không lùi thêm nửa bước nào nữa. Đây là quận Tần Thiên, là đế đô. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi hiểu ra, có một số người không phải ngươi có thể đắc tội. Dù thiên phú có cao đến đâu, nếu ngươi không biết cách làm người, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Dù có Mai hộ pháp bảo vệ, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Thanh niên áo xanh hừ một tiếng, lại bước tới một bước, trên mặt đất xuất hiện vết nứt. Uy áp đáng sợ đánh vào người Lâm Nhất như những thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Chương 581. Đại Tần Đế quốc không phải do Lăng Tiêu kiếm các định đoạt. Dứt lời, thanh niên áo xanh xông lên tung một trường về phía Lâm Nhất, uy áp toàn thân hóa thành những tia kiếm quang, bắn tới theo cú trưởng của hắn ta. Trong nháy mắt,
Lâm Nhất nổi giận hét lớn, một tia quyền mang, rồng hổ tương hỗ, quyền kiếm hợp nhất, lao tới tiếp chiêu. Bùm! Trong tiếng nổ, Lâm Nhất lại lùi thêm ba bước, sắc mặt hơi tái. Khí huyết toàn thân thanh niên áo xanh sôi sùng sục, cảm thấy ngực đau nhói, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn ta vừa định tiến lên, định ra tay tiếp thì có một tiếng quát lớn vọng lại. Phó Lăng Thiên, người muốn chết sao? Chỉ thấy một người có thân hình vạm vỡ nhanh chóng chạy lại từ hướng Lạc Già Sơn. Người đến là Mạc Thành, một trong những cao thủ chỉ sau Hân Nghiên ở Lạc Già Sơn. Thanh niên áo xanh Phó Lăng Thiên lập tức biến sắc, trầm giọng bảo đi. Vù vù vù. Đám người này đi rất dứt khoát và nhanh chóng, không chút kể cả, khi Mạc Thành chạy tới thì họ đã đi mất không còn bóng dáng. Để lại Lâm Nhất mờ mịt và Mạc Thành lo lắng. Lâm Nhất, ngươi không sao chứ? Mạc Thành hỏi. Lâm Nhất lau vết máu trên khóe miệng cười đáp, ta không sao. Kiểm tra kỹ lại thì thấy đúng như vậy, Lâm Nhất chỉ bị thương nhẹ. Mạc Thành cười, đúng là không sao, ban nãy ta sợ chết mất, ngươi biết người nọ là ai không? Ai? Phó Lăng Thiên, lão đại của Bát Đại Kim Cương, thuộc hạng 200 người đứng đầu bảng địa, tu vi huyền võ tầng 6 đỉnh phong. Bây giờ Vương Diễm đã bị trọng thương, liên minh quân tử do hắn quản lý, Mạc Thành kiên nhẫn giải thích. Hóa ra là hắn ta, thảo nào nhìn hơi quen. Ngày đó trên đài sinh tử có 8 người chặn đường hắn, bị huyết long mã đâm văng ra ngoài, hình như 8 người đó là Bát Đại Kim Cương gì đó. Nhưng tên này có vấn đề về thần kinh phải không? Tự nhiên chạy tới cho ta một chưởng, sau đó sợ hãi bỏ chạy mất. Lâm Nhất cũng hơi khó hiểu. Mạc Thành trả lời, người không biết rồi, sau khi Vương Diễm bị phạt tự đâm 3 nhát dao, danh tiếng của liên minh quân tử bị sa sút nặng nề. Trước đây đám người này làm mưa làm gió đã quen, bây giờ chẳng khác nào lũ chuột chạy qua đường, không ai nể mặt chúng nên chúng rất tức tối, thậm chí còn có một số người ra tay với chúng. Liên minh quân tử đã quyết định tạm thời rời khỏi tông môn, đợi đến khi Vương Diễm bình phục sẽ quay trở về. Lúc này Lâm Nhất mới hiểu, thế nên họ quyết định cho ta một bài học trước khi đi. Chắc chắn là muốn làm vậy, đáng tiếc Phó Lăng Thiên không ngờ thực lực của tiểu sư đệ lại cao hơn nhiều so với các đệ tử huyền võ tầng 2 khác. Một trưởng của hắn nhiều lắm cũng chỉ gãi ngứa cho ngươi thôi. Chương 582. Mạc Thành tạm dừng, nhưng tiểu sư đệ đừng chủ quan, chắc chắn do hắn kiêng dè mai hộ pháp nên không dám ra tay hết sức. Liên minh quân tử không đơn giản. Sau này đám người này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Ta biết. Lâm Nhất cười tỏ ý đã hiểu, tia sáng lóe qua trong mắt. Trong mắt hắn có vẻ sắc bén, có vẻ nhẫn nhịn, có vẻ hăng hái. Nhưng không hề có vẻ sợ hãi. Những gì Mai Hộ Pháp đã nói với hắn ngày hôm nay rất đúng. Trong mắt kẻ mạnh, thế giới này luôn luôn công bằng. Khác với Mạc Thành lo lắng, hắn rất mong đám người này ngóc đầu trở lại. Đây là áp lực, đồng thời cũng là động lực giúp hắn không ngừng mạnh lên. Sư tỷ đâu rồi ạ? Lâm Nhất đổi chủ đề, lên tiếng hỏi. Hắn vừa tìm được thất huyền bộ từ huyền võ điện nên muốn xin Hân Nghiên tỷ chỉ bảo. Nhắc tới Hân Nghiên, Mạc Thành đáp, sư tỷ đi tảo mộ rồi. Mỗi lần đi tảo mộ, tỷ ấy không bao giờ dẫn người ngoài theo và sẽ ở đó suốt mấy ngày, tiểu sư đệ có việc gấp sao? Tảo mộ. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, trong mắt có vẻ kinh ngạc, không ngờ Hân Nghiên tỷ lại có người thân đã qua đời. Nếu vậy thì hắn cũng không tiện làm phiền. Lâm Nhất cười, vậy ta về trước đây, chuyện hôm nay đa tạ Mạc Thành đại ca. Cây cối chẳng sinh sôi, chim muông không thấy bóng. Phóng tầm mắt nhìn quanh là một mảnh hoang tàn. Rất khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu Kiếm Các chiếm hữu hết mấy khu đất phong thủy tốt nhất của quận Tần Thiên mà lại có một nơi hoang vu như thế này. Bầu không khí điều hưu quạnh quẽ giữa vùng núi hoang tàn thê lương. Nhưng ai cũng không ngờ được rằng, trong ngọn núi hoang vu này lại có một nấm mộ cô đơn nằm đó. Một cô gái đang đứng trước nấm mộ, áo trắng như tuyết, gương mặt mộc mạc không hề tô son điểm phấn. Dáng vẻ yểu điệu mỏng manh khiến người ta nhìn mà thương xót. Yếu đuối như thế, khiến người ta khó mà liên tưởng đến hoa hồng máu quyết đoán sát phạt, phong thái tài hoa tuyệt vời trên Lạc Già Sơn là một người. Duy chỉ có nốt ruồi màu đỏ máu nơi giữa hai đầu mày vẫn mang đầy phong thái hiên ngang, cuột cường nhưng cô độc.
Thường ngày cô ta xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ kiên cường bất khuất, nhưng khi nhìn vào tấm bia mộ thì nước mắt vòng quanh. Hân Nghiên nghiến răng, cố nén không cho nước mắt tràn mi. Hân Nghiên, đừng quên thân phận của ngươi. Chương 583 muội không khóc. 3 ngày trước, lời nói của Vương Diễm trước khi bị trưởng lão Lạc Phong áp giải đi lại vang lên bên tai. Trong núi hoang vu lạnh lẽo, cô gái đứng trước mộ phần, giờ khắc này trông vô cùng yếu đuối mong manh. Tiểu nha đầu, nghĩ gì đó? Hân Nghiên quay đầu lại nhìn liền thấy Hân Tuyệt đang chậm chậm bước đến, đôi mắt khẽ híp lại mang theo ý cười dịu dàng. Khóc cái gì, đại ca không phải vẫn còn đây sao? Hân Tuyệt bước đến trước búng nhẹ vào mũi cô ta, khẽ cười nói, trong giọng nói mang đầy ý trêu chọc. Muội không khóc. Vậy sao? Hân Tuyệt mỉm cười, không quan tâm lắm, y bước lên trước vuốt ve tấm bia mộ, khẽ lầm bầm, kỳ thực ta biết, muội vì sao muốn bảo vệ hắn ta, muội nhớ đến mình đúng không? Lúc vừa mới đến kiếm các, muội cũng luôn bị đám người này bắt nạt, chế nhạo. Người ngoài nói muội tàn nhẫn, nói muội giết người không ghê tay, nhưng ta biết rõ muội muội nhà mình là người yếu lòng không chịu được khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt. Chẳng khác gì lúc còn nhỏ, muội luôn không nhẫn tâm nhìn đám trẻ của hạ nhân trong nhà phải chịu khổ. Những năm gần đây, con người muội mặc dù đã thay đổi nhưng có một số chuyện vẫn không thể thay đổi được. Hân Nghiên nhìn bóng lưng đại ca, trong lòng bỗng nhiên đau nhói, thất thanh gọi ca. Ha ha, ta là nói muội đã đẹp hơn rất nhiều, muội đừng nghĩ nhiều. Hân Tuyệt quay người lại, mỉm cười nói, chỉ là muội hơi hung dữ một chút, không biết sau này có gả đi được không. Ca. Hân Nghiên thoáng vẻ ngại ngùng, hờn dỗi nói. Ha ha ha, về thôi, đừng đứng ở đây nữa. Hai người sóng vai cùng đi, nhưng trước khi rời đi, Hân Tuyệt quay đầu lại nhìn tấm bia mộ cô đơn. Đế quốc Đại Tần, tướng quân Dạ Vũ Hàn chi mộ. Phụ thân, con đã hứa với người, tuyệt đối không để muội muội phải chịu uất ức, kiếm của con sẽ luôn bảo vệ nụ cười của muội ấy. Vào giây phút khi y nhìn về phía nấm mộ, nụ cười trên mặt bỗng biến mất tăm. Chỉ có vẻ kiên định hiện rõ nơi đầu mày, đó là một lời hứa chắc chắn và tuyệt đối. Lạc Già Sơn, Lâm Nhất trở về nơi mình ở liền bắt đầu nghiên cứu Thất Huyền Bộ. Thất Huyền Bộ được truyền lại từ thời viễn cổ, là kinh văn còn sót lại của công pháp Trục Nhật Thần Quyết. Trục Nhật Thần Quyết mênh mông bể sở, không chỉ là một cuốn thân pháp, còn bao hàm rất nhiều tuyệt chiêu giết chóc. Thân pháp chỉ là một phần rất nhỏ trong đó, Thất Huyền Bộ chính là một phần nhỏ được truyền thừa lại từ phần nhỏ này. So với thần quyết viễn cổ, nói chỉ như phần da lông bên ngoài, chẳng đáng kể đến. Nhưng dù nhỏ bé là vậy thì đây cũng là thân pháp được truyền lại từ thần quyết viễn cổ, không thể giả được. Do vậy, nói mới được đặt cùng một chỗ với thân pháp huyền cấp và ngọc bội linh cấp tại tầng công pháp thứ 5. Chương 584 cũng may, uy lực của Thất Huyền Bộ rất bất phàm. Thân pháp này cũng chẳng kém so với bá kiếm. Tương truyền, Thất Huyền Bộ của cuốn Tử Phủ càng khủng khiếp hơn, chỉ là, với Lâm Nhất mà nói thì vẫn còn rất xa. Thất Huyền Bộ cũng giống với công pháp võ kỹ, đều phân thành 4 cấp bậc, sơ thành, tiểu thành, đại thành và viên mãn đỉnh phong. Sơ thành còn gọi là nhập môn, chỉ cần đọc xong rồi thành công tu luyện đã được tính là sơ thành. Chẳng qua chỉ là ngộ tính cao hay thấp mà dành ít hay nhiều thời gian tu luyện mà thôi, có người chỉ dành 1 ngày thời gian đã đạt sơ thành, nhưng người ngộ tính kém hơn thì không chừng phải mất đến 10 ngày nửa tháng, thậm chí cả nửa năm cũng chưa thể nhập môn. Nếu như mãi vẫn không thể nhập môn thì ngộ tính quả thực không thể đạt yêu cầu. Tiểu thành thì hơi gian nan hơn một chút, nhưng cũng không đến mức quá khó. Nhưng phàm là người đã nhập môn thì đều không hề ngu dốt. Sau khi đã thuần thục, ngày qua ngày, trăng đến rằm ắt trăng sẽ tròn, tự nhiên sẽ có chút thành tựu. Đại thành thì mới thực sự khó. Cần lĩnh ngộ được chân ý bên trong, nếu như ngộ tính không đủ, chỉ có thể cầu mong một lúc nào đó linh quang chợt lóe mà giác ngộ. Nhưng đa phần là 5 năm, 10 năm cũng khó mà tăng tiến, cứ mãi vướng mắc ở cảnh giới tiểu thành. Nhưng một khi đã đại thành thì Thất Huyền Bộ sẽ khác biệt hoàn toàn, như thể một bước tiến hóa, như chim ưng sải cánh tung bay, như liệt hỏa thiêu đốt bầu trời.
Cũng may, uy lực của thất huyền bộ rất bất phàm. Cho dù không thể đại thành, chỉ riêng tiểu thành thôi cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với cấp bậc đại thành của nhiều thân pháp cùng cấp khác. Ví như viêm vân bộ trước đó của Lâm Nhất, cho dù đã tu luyện được đến cấp đại thành thì cũng không thể so được với tiểu thành của thất huyền bộ. Đây chính là sự khác biệt giữa phẩm cấp công pháp. Thời gian sau đó, Lâm Nhất hoàn toàn chìm đắm vào trong việc tu luyện thất huyền bộ. Không thể không nói, thất huyền bộ quả thực bất phàm. Với tố chất và ngộ tính của hắn mà chỉ nhập môn đã phải mất đến 10 ngày. Ý chí chiến đấu của Lâm Nhất đã hoàn toàn bị kích thích. Việc tu luyện Tử Diên kiếm quyết và Tuế Nguyệt tâm kinh đương nhiên cũng không bị bỏ bê, tu luyện huyền võ tầng thứ 2 cũng đồng thời ổn định tăng tiến. Ngoài ra, Long Hổ quyền và Bá kiếm sau khi được cọ sát với đồng môn ở Lạc Già Sơn cũng mạnh lên thấy rõ. Thỉnh thoảng còn được so chiêu với sư tỷ Hân Nghiên. Trong Lăng Tiêu kiếm các, chỗ nào cũng có trưởng lão giảng bài, thỉnh thoảng Lâm Nhất cũng sẽ đi nghe. Chương 585 ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Vô Ưu. Dù gì cũng là trưởng lão của tông môn, kiến thức và kinh nghiệm đều phong phú, ít nhiều sẽ được mở rộng tầm mắt. Không biết từ lúc nào, hơi lạnh trong dãy núi đã không còn nữa, mà thay vào đó là gió xuân ôn hòa và ấm áp. Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới. Bất giác, Lâm Nhất đã tu luyện thất huyền bộ được nửa tháng. Tính toán thời gian đến Lăng Tiêu kiếm các đã hơn 3 tháng, nếu như tính từ ngày đặt chân lên Mạc Bắc thì còn lâu hơn một chút. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những chiếc bóng lốm đốm vương trên mặt Lâm Nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Vô Ưu. Lý Vô Ưu giữ đúng lời hứa, không phá được huyền quan thì sẽ tiếp tục bế quan. Đúng như lời đã nói, hơn một tháng nay hắn chưa hề bước chân ra khỏi cửa nửa bước, ở trong phòng tu luyện như phát điên. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng cũng may, một tháng rưỡi này ta cũng không uổng công. Trong ánh mắt Lâm Nhất thoáng lóe lên, chỉ thấy hắn bất ngờ bước đến một bước sau đó quay người nện một quyền. Dầm. Cảnh tượng quái dị xuất hiện, cú đấm của Lâm Nhất vậy mà lại đấm về phía chính mình, rồng ngâm hổ gầm, quyền mang vang rền. Đợi sau khi chính mình bị đánh đến vỡ nát thì mới ngạc nhiên phát hiện đó chỉ là cái bóng còn sót lại mà thôi. Người đi lưu ảnh, bóng tàn bất diệt, đây chính là tiêu chí tiểu thành của thất huyền bộ. Xoạt xoạt xoạt. Hắn bước liền 7 bước, mỗi một bước đều lưu lại chiếc bóng của chính mình. Nếu như nhìn kỹ thì thời gian xuất hiện của cái bóng kia chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nhưng hắn vung quyền như múa kiếm, nhanh đến khó mà tưởng tượng nổi, bất kể thế nào, cú đấm của hắn vẫn kịp đánh tan cái bóng trước khi nó biến mất. 45 ngày, rốt cuộc cũng tu luyện được thất huyền bộ đến cảnh giới tiểu thành. Thu tay về đứng thẳng người, Lâm Nhất thở một hơi dài. Thời gian dài như vậy mới tu luyện được thất huyền bộ đến tiểu thành khiến hắn cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng sau khi thất huyền bộ đạt được tiểu thành, uy lực thi triển khi kết hợp với Long Hổ quyền lại đủ để hắn cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Đến nay, thất huyền bộ này của ta, mỗi một bước đều có tàn ảnh bất diệt, ta có thể đi được 7 bước trong chớp mắt. Cho dù là Phó Lăng Thiên muốn đánh chúng ta cũng phải đánh tan 7 chiếc bóng kia đã. Đợi sau khi hắn đánh tan thì ta tiến có thể công, lùi có thể thoát, có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Chương 586 nhiệm vụ của công đức điện à. Trong lòng Lâm Nhất như có điều suy nghĩ đến cục diện khi gặp Phó Lăng Thiên trong Bát Đại Kim Cương. Nếu như gặp phải người khác đối phương có nhìn ra được tàn ảnh và chân thân hay không thì cũng khó chắc. Thông thường, nếu rơi vào tay cao thủ huyền võ tầng thứ 3 thì có lẽ sẽ chẳng thể thoát được. Lâm Nhất. Đúng vào lúc này, một tiếng gọi quen thuộc truyền đến, kéo suy nghĩ của Lâm Nhất quay về với hiện thực. Quay đầu nhìn lại liền thấy Hoàng Phủ Tịnh Hiên đang tiến về phía hắn. Lâu rồi không gặp, Lâm Nhất bước lên trước cười nói, Hoàng Phủ Huynh, lâu rồi không gặp, có gì chỉ giáo. Hoàng Phủ Tịnh Hiên đánh giá hắn một lượt, bây giờ hắn càng lúc càng không thể đoán được đối phương nên dứt khoát không nghĩ nữa. Cười nói, hôm nay là ngày công đức điện giao nhiệm vụ cho đệ tử trong danh sách đứng đầu, ngươi hình như chẳng có chút để tâm nào nhỉ, ta còn định mời ngươi qua đó xem nữa. Nhiệm vụ của công đức điện à? Lâm Nhất nhớ lại việc này,
trên mặt thoáng qua nét cười, khẽ giọng nói, vất vả tu luyện nhiều ngày như thế, quả thực có dự tính đi công đức điện một chuyến, đi thôi, đi xem thế nào. Nhàn rỗi lâu ngày ắt sẽ phải tìm việc để làm, cứ ở mãi trong Lạc Già Sơn cũng không được. Thất huyền bộ và long hổ quyền, còn có bá kiếm phải được sử dụng trong thực chiến thì mới có tiến bộ thực sự. Công đức điện là một trong bốn đại cung điện của Lăng Tiêu Kiếm Các. Đệ tử kiếm các muốn nâng cao phẩm cấp của Tiêu Vân Lệnh thì chỉ có một cách duy nhất là tăng điểm số công đức. Điểm số công đức có thể dùng linh ngọc để quy đổi, nhưng cũng có một số hạn chế. Ví dụ đệ tử trong danh sách đứng đầu cho dù có bao nhiêu linh ngọc thì công đức quy đổi được cũng chỉ có thể nâng Tiêu Vân Lệnh lên cấp thứ 3. Sau cấp 3 thì có bao nhiêu linh ngọc cũng không thể quy đổi sang công đức được nữa. Cách duy nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ mà công đức điện giao, công đức được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có giới hạn. Đối với đa phần đệ tử tông môn mà nói, hoàn thành nhiệm vụ của tông môn là con đường chính yếu để nâng cấp Tiêu Vân Lệnh. Dù gì, dùng linh ngọc để nâng cấp Tiêu Vân Lệnh cũng quá đắt đỏ so với kết quả nhận được. Mà hoàn thành nhiệm vụ của tông môn thì khác. Vừa có thể đạt được điểm số công đức, còn vừa đạt được phần thưởng hậu hĩnh, đan dược, linh ngọc, huyền binh, kho báu v.v. cần gì có nấy. Tài nguyên thu được từ tu luyện ở tông môn đa phần đến từ đây. Do đó, cứ mỗi khi đến ngày công đức điện giao nhiệm vụ thì sẽ có một lượng lớn đệ tử tông môn tụ tập đến xem. Chương 587 nhiệm vụ cấp A khó đến vậy sao? Lạc Già Sơn và công đức điện cách không xa. Hai người Lâm Nhất mất khoảng thời gian hai chén trà để tới được công đức điện. Bên trong đại điện rộng lớn khoáng đạt, giờ khắc này đã có mấy trăm đệ tử ngoại môn đang tập trung ở đây, nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Bước chân vào trong, Lâm Nhất ngước mắt lên nhìn, đại điện chứa đến hơn 1.000 người mà trông không hề chật chội. Bên trong điện, có mấy bức tường đá cổ xưa, phía trên tường đá treo rất nhiều tấm thẻ gỗ to cỡ bằng bàn tay. Thẻ gỗ này chính là những tấm thẻ nhiệm vụ, tháo tấm thẻ gỗ xuống tức là tiếp nhận nhiệm vụ. Bên trong tông môn có yêu cầu nghiêm khắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, phần thưởng hậu hĩnh nhưng đồng thời, một khi nhiệm vụ thất bại thì cũng phải chịu sự trừng phạt không nhẹ. Nhất là những nhiệm vụ do một số trưởng lão của tông môn giao phó, hậu quả của việc thất bại cực kỳ đáng sợ. Lăng Tiêu Kiếm Các với bề dày lịch sử và được truyền thừa từ nhiều đời. Trong tông môn có không ít các bậc tiền bối lão làng, nếu như nhận được nhiệm vụ từ những người này mà không thể hoàn thành. Khiến bọn họ nổi giận thì sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt rất ghê gớm. Nhóm tiền bối này một khi nổi giận thì đến cả tứ đại hộ pháp cũng khó mà ngăn lại được. Bốn vách tường đá lần lượt là giáp ất bính đinh, là bốn cấp bậc nhiệm vụ khác nhau. Cấp A có phần thưởng cao nhất, sau khi hoàn thành ít nhất phải nhận được vài nghìn điểm công đức, ngoài ra sẽ còn nhận được rất nhiều linh ngọc, đan dược và huyền binh, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Nhưng độ khó cũng tương đồng với giá trị phần thưởng. Vách tường đá cấp A hầu như có rất ít người dừng chân, ngược lại bên vách tường cấp ất thấp hơn một bậc lại được rất nhiều người săn đón. Người dừng chân tại đây rất nhiều, chen chúc đến mức không có chỗ đứng. Nhiệm vụ cấp A khó đến vậy sao? Lâm Nhất nhìn phía trước vách tường cấp A, hầu như chẳng có một ai dừng chân mà hơi ngạc nhiên. Rất khó. Một khi nhiệm vụ thất bại thì sự trừng phạt rất đáng sợ. Thêm nữa những nhiệm vụ này vô cùng hiếm gặp, trong tông môn cũng có một số quy tắc ngầm. Quy tắc gì? Chương 588. Nhiệm vụ cấp A thuộc riêng về 10 hạng đầu bảng nhân, nếu ngươi không thuộc những hạng đó mà nhận thì sẽ gặp rắc rối không đáng có, chẳng khác nào tuyên chiến với tất cả những người thuộc nhóm 10 người đầu bảng nhân. Hoàng Phủ Tịnh Hiên nghiêm túc, cẩn thận giải thích. Lâm Nhất ngạc nhiên, quy định này do ai đưa ra? Không do ai đưa ra cả, do mọi người tự mặc định thôi, hàng trăm nghìn năm qua đều như vậy. Tuy nhiệm vụ cấp A nguy hiểm nhưng phần thưởng rất phong phú, cộng thêm sự khan hiếm của nó đã khiến nó trở thành một loại tài nguyên khác. Hoàng Phủ Tịnh Hiên giải thích, 10 hạng đầu bảng nhân đều ăn ý với nhau, chiếm riêng loại tài nguyên này cho mình từ lâu. Không lọt vào 10 hạng đầu thì tuyệt đối cấm nhận nhiệm vụ cấp A. Nếu nhận sẽ là bất kính với 10 hạng đầu bảng nhân. Hắn ta vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Lâm Nhất, thấy đối phương có vẻ không để ý lắm bèn dặn dò, 10 hạng đầu bảng nhân ai cũng rất đáng sợ,
tu vi ít nhất là huyền võ tầng thứ tư, tất cả đều sở hữu võ kỹ cấp huyền siêu phẩm. Những người có thể lọt vào 10 hạng đầu đều không phải kẻ yếu, điều phiền phức hơn là nếu nhận, rất có thể sẽ khiến 10 người hạng đầu bảng nhân đồng loạt ra tay với ngươi. Đến lúc đó chưa chắc tông môn sẽ giúp ngươi, ngay cả tông môn cũng ngầm đồng ý với quy định này. Lâm Nhất cười, không sao, ta chỉ đi xem thôi. Hoàng Phủ Tịnh Hiên thầm cười khổ, nếu ngươi thật sự chỉ đi xem thôi mới là lạ. Nếu đã nhận thì đương nhiên phải nhận nhiệm vụ phù hợp với mình nhất. Nếu hắn thực sự có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cấp A thì không có lý do gì để không nhận nó. Quy định. Ngay cả quy định do tông môn đặt ra rõ ràng, Vương Diễm cũng không tuân theo thì không cần phải nói nhiều về những quy định tự ngầm đồng ý này. Quy định đặt ra là để phá. Trong tu luyện võ đạo, điều ta tìm kiếm là có ân báo ân, có oán báo oán, phải không ngừng phá vỡ mọi ràng buộc, tìm được sự tự tại và tiêu dao. Nếu rõ ràng có thực lực mà vẫn còn chịu nhiều hạn chế, khư khư giữ cái cũ. Điều này không chỉ là bảo thủ mà còn có phần ngu dốt. Lâm Nhất sải bước đi về phía bức tường nhiệm vụ cấp A. Hắn định làm gì vậy? Nếu ta nhớ không lầm, mặc dù hắn giết được Diệp Lưu Vân nhưng cũng chỉ xếp hạng 36 bảng nhân thôi, chưa chính thức thi đấu để lọt vào 10 hạng đầu bảng nhân, làm vậy không phù hợp với quy định lắm. Chẳng lẽ Lâm Nhất nghĩ mình có thực lực đối đầu với cả 10 người đứng đầu bảng nhân? Thấy Lâm Nhất dừng lại trước bức tường nhiệm vụ cấp A, trong công đức điện trở nên xôn xao. Tông môn có rất nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Có nhiệm vụ do các thế lực lớn ở địa phương ủy thác cho tông môn, nhờ giải quyết những rắc rối mà họ gặp phải. Có nhiệm vụ do nội bộ tông môn đưa ra, trong đó những nhiệm vụ do đan dược điện đưa ra có phần thưởng hậu hĩnh nhất. Chương 589. Trong 4 loại nhiệm vụ, mỗi loại đều có độ khó tương ứng với nó, thấp nhất là 1 sao, cao nhất là 5 sao. Nhiệm vụ cấp A thực sự rất ít. Lâm Nhất vừa đi vừa nhìn, rất ít, chỉ có chưa đến 20 thẻ nhiệm vụ. Hắn nhìn lướt qua thẻ nhiệm vụ, lần lượt từng nhiệm vụ cấp A bị hắn bỏ qua vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Có một số thực sự rất khó, một người không thể hoàn thành, một số thì tốn nhiều thời gian, còn một số thì yêu cầu thời gian quá gấp. Nhiệm vụ cấp A không hấp dẫn như trong tưởng tượng của hắn. Bỗng nhiên hai mắt Lâm Nhất sáng rực, hắn đọc kỹ nội dung trên một tấm thẻ gỗ. Nhiệm vụ, thu thập 50 viên huyết tinh. Nội dung cụ thể, huyết lang là một loại yêu thú có tu vi huyền võ tầng 3, hung dữ và tàn bạo, sống sâu trong dãy núi Ma Vân. Xương lông mày trên đầu nó có màu sắc rực rỡ, ẩn chứa tinh khí cực kỳ mạnh và có vô số tác dụng. Nó có thể dùng để làm trang sức, cũng là vật liệu để luyện chế đan dược và chế tạo huyền binh thượng đẳng. Độ khó, 5 sao. Phần thưởng, 3.000 điểm công đức. 100 viên đại huyền đan, 200 viên linh ngọc nhị phẩm. Linh ngọc nhị phẩm. Lâm Nhất trầm ngâm suy nghĩ, linh ngọc được chia thành 9 phẩm, với nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Phẩm cấp càng cao thì độ khó luyện chế càng lớn, rất khó để tìm được linh ngọc nhị phẩm bằng con đường bình thường. Hắn lại nhìn sang những nhiệm vụ 5 sao khác, quả nhiên chỉ có nhiệm vụ cấp A 5 sao mới được thưởng linh ngọc nhị phẩm. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Nếu bây giờ mình không cần đan dược nữa thì linh ngọc nhị phẩm rất quan trọng đối với mình. Chính là nó, soạt soạt soạt. Lâm Nhất đưa tay lấy hết 3 nhiệm vụ cấp A 5 sao còn lại. Lúc đầu trên bức tường cấp A cũng không còn nhiều nhiệm vụ, Lâm Nhất lấy hết 4 nhiệm vụ trong một lần làm nó trở nên thưa thớt hơn. Hắn không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của những người khác, bước thẳng về phía chấp sự công đức điện. Chấp sự ngạc nhiên nhìn Lâm Nhất, bèn khuyên vài câu. Nhưng hắn đã chọn, sao có thể trả lại? Nhiệm vụ 5 sao đâu rồi? Sao không có nhiệm vụ 5 sao nào hết vậy? Lâm Nhất vừa nhận nhiệm vụ xong, đang định cùng Hoàng Phủ Tịnh Hiên rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát đầy tức giận. Là tên khốn nào không tuân theo quy định, nhận hết nhiệm vụ 5 sao thế hả? Khí tức đáng sợ tràn ngập trong công đức điện, một thanh niên áo xám đứng trước bức tường cấp A với vẻ mặt u ám. Giữa 10 người đứng đầu bảng nhận đều tự có ăn ý với nhau. Họ tuyệt đối sẽ không nhận hết nhiệm vụ cấp A 5 sao trong một lần. Khả năng duy nhất là có người không tuân theo quy định, nhận hết những nhiệm vụ 5 sao có phần thưởng phong phú này. Các đệ tử ngoại môn khác trong đại điện lập tức im như hến, không dám lên tiếng.
Đồng thời trong lòng họ cũng cực kỳ kinh hãi, thì ra là Lâm Nhất đã chọn hết nhiệm vụ cấp A5 sao. Hắn hơi tham lam quá rồi. Hoàng Phủ Tịnh Hiên đang đứng trước bức tường cấp B khế biến sắc, nghĩ thầm trong lòng, xong đời. Người vừa rồi là một trong 10 người đứng đầu bảng nhân, Trương Liệt. Người này nổi tiếng là có tính cách tàn bạo, ra tay rất tàn nhẫn. Chương 590. Bích Diễm kiếm pháp của hắn ta cực kỳ cuồng bạo, đã đạt đến cảnh giới đại thành từ lâu. Bên cạnh hắn ta còn có 2 người đi cùng, cả 2 đều có vẻ mặt hết sức khó coi. Nói, nhiệm vụ cấp A5 sao này đã bị ai nhận? Trương Liệt nổi giận đùng đùng, đưa tay túm lấy một người, lạnh giọng hỏi. Người nọ bị túm chặt cổ áo, thở dồn dập, trán chảy mồ hôi ròng ròng, sợ đến mức không dám lên tiếng. Có nói hay không? Trương sư huynh tha cho ta đi mà, ta không biết. Người nọ đâu dám trả lời, bất kể Lâm Nhất hay Trương Liệt đều là người mà hắn ta không đắc tội nổi. Nếu Lâm Nhất không còn ở đây thì không sao, cứ trả lời thẳng là được. Nhưng Lâm Nhất vẫn chưa đi, nếu hắn ta nói thẳng thì chẳng khác nào đắc tội với Lâm Nhất. Nghĩ đến việc ngay cả Diệp Lưu Vân xếp hạng 36 bảng nhân còn bị Lâm Nhất chém chết chỉ bằng một nhát kiếm, làm sao hắn ta có dũng khí trả lời. Muốn chết hả? Trương Liệt sầm mặt, sát khí toàn thân phóng ra, xem ra không dạy cho hắn ta một bài học thì không được rồi. Chấp sự trong đại điện thờ ơ, không hề quan tâm đến chuyện này. Chuyện này quá bình thường đối với họ nên họ không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Chỉ cần chưa giết người, không làm lớn chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, các chấp sự và trưởng lão sẽ không can thiệp vào mâu thuẫn giữa đệ tử với nhau. Mạnh thắng yếu thua vốn là đặc trưng của tông môn. Tông môn cấm giết chóc, khi bước ra thế giới bên ngoài sẽ chỉ tàn khốc hơn thôi. Thả người đi, là ta đã nhận nhiệm vụ này. Lâm Nhất khẽ nhíu mày bước tới một bước, bình tĩnh lên tiếng. Trương Liệt nhìn sang, tiện tay đẩy người hắn ta đang túm ra ngoài. Lâm Nhất, là ta. Chẳng lẽ người nghĩ mình đã giết được Diệp Lưu Vân nên không để 10 người đứng đầu bảng nhân là chúng ta đây vào mắt nữa à? Trương Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Lâm Nhất thản nhiên đáp, người thích nghĩ sao thì tùy, nếu tông môn không cấm thì ta có quyền nhận nhiệm vụ cấp A. Chuyện này người cứ nhằm vào ta, đừng làm liên lụy đến người ngoài. Ngông cuồng. Trương Liệt khịt mũi, tông môn không cấm, nhưng ta nói cho người biết, bảng nhân có quy định của bảng nhân, bảng địa có quy định của bảng địa. Người đã có tên trên bảng nhân thì phải tuân thủ quy định. Đừng so sánh 10 người đầu bảng nhân với tên vô dụng Diệp Lưu Vân kia. Ở trước mặt ta, người hoàn toàn không có cơ hội thi triển bá kiếm. Nhưng dù sao cũng phải có người phá vỡ quy định. Nếu nhiệm vụ cấp A đã tồn tại thì nó không nên chỉ thuộc đặc quyền của một số người. Ta có đủ tự tin để nhận nó nên không cần các hạ phải bận tâm. Lâm Nhất trả lời, không muốn ở đây tốn nước bọt nữa, lập tức quay lưng rời đi. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, trả hết nhiệm vụ mà ngươi đã nhận lại đây, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đi. Giọng nói lạnh thấu xương của Trương Liệt vang lên, hắn ta nói gắn từng câu từng chữ. Chương 591. Hình như nói lý vẫn không được thì phải. Lâm Nhất đưa lưng về phía mấy người, nhếch miệng nở nụ cười. Loảng xoảng. Hai cánh tay hắn rung mạnh, hộp đựng kiếm nặng nề rơi xuống đất, công đức điện rộng lớn lập tức rung chuyển theo như có một ngọn núi đổ xuống. Trong cơn chấn động, Lâm Nhất đột nhiên quay người lại nhìn thẳng vào Trương Liệt. Xoạt. Hai ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm sắc va vào nhau ngay giữa không trung. Để ta. Thấy hai người bạn ở bên cạnh định ra tay giúp mình. Trương Liệt lên tiếng ngăn cản, vẻ chế nhạo hiện lên trên mặt, có vẻ như ngươi không biết sự chênh lệch giữa 4 sợi huyền mạch và 2 sợi huyền mạch, được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết điều đó. Ha! Nói xong, trên người Trương Liệt bùng nổ khí tức đáng sợ, khí thế huyền võ tầng thứ 4 cuộn trào mãnh liệt. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, Trương Liệt đã lao nhanh đi như tia chớp. Trong nháy mắt, hắn ta đã đến trước mặt Lâm Nhất, quyền mang trong tay hạ xuống. Chỉ thấy quyền mang tóe ra ánh lửa màu xanh, lập lòe khiến người ta cảm thấy đau mắt. Tốc độ nhanh quá. Hoàng Phủ Tịnh Hiên thầm kinh hãi, dưới sự hỗ trợ của tu vi lớn mạnh, một bước đơn giản đã trở nên nhanh hơn rất nhiều so với thân pháp. Số người trong công đức điện có thể nhìn thấy rõ cú đấm của Trương Liệt không quá 10%.
không né được. Vẻ mặt Hoàng Phủ Tịnh Hiên hơi khó coi, cú đấm này có tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho Lâm Nhất một cơ hội nào. Không chỉ hắn ta, những người khác trong đại điện đều lau mồ hôi giúp Lâm Nhất. Hai người bạn của Trương Liệt hở nụ cười lạnh lùng, đồ không biết sống chết, lại dám đi chọc giận Trương Liệt sư huynh. Bùm! Trong tiếng nổ vang dội, bóng dáng của Lâm Nhất đã bị cú đấm này nổ cho tan tành. Lâm sư huynh! Hoàng Phủ Tịnh Hiên hoảng sợ, chuyện này, khoan đã! Hình như có gì đó không đúng. Khi tất cả mọi người ở đây đang kinh ngạc, Lâm Nhất lại xuất hiện một cách kỳ lạ trước mặt Trương Liệt. Tàn ảnh! Trò vớ vẩn! Trương Liệt khịt mũi, chân nguyên trong cơ thể sao động phát ra tiếng vang cực lớn, tu vi thâm hậu của người thuộc 10 hạng đầu bảng nhân hoàn toàn lộ ra ở hắn ta. Rầm rầm rầm! Trương Liệt điên cuồng lao tới, liên tiếp đánh tan ba bóng dáng của Lâm Nhất, khi hắn ta đang định ra tay với bóng dáng thứ tư. Lâm Nhất đột nhiên ngước mắt lên. Rút kiếm ra đi, ở trong mắt ta, quyền mang của ngươi không có chút uy hiếp nào ca. Bùm! Dứt lời, Lâm Nhất quyền kiếm hợp nhất, trong cơ thể vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Hắn đưa tay tung một cú đấm, đỡ lấy quyền mang rõ ràng đã yếu thế hơn nhiều của đối phương. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, Trương Liệt bị đánh bay ra ngoài. Sau khi tiếp đất, hắn ta còn lùi thêm ba bước nữa. Chương 592. Ầm ầm. Chân nguyên trong cơ thể hừng hực như ngọn lửa, đập vỡ cả quyền kình của Lâm Nhất. Mặc dù không bị thương, nhưng cú đấm này lại khiến vẻ mặt Trương Liệt trở nên cực kỳ khó coi. Cũng có bản lĩnh đấy, thảo nào mới vào tông môn 3 tháng đã dám ngang ngược như vậy. Trương Liệt sầm mặt, vỗ vào túi trữ vật, một thanh huyền binh xuất hiện, hắn ta dùng tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm túc, trong đôi mắt sâu thẳm không hề có vẻ coi thường kẻ địch. Quả nhiên 10 hạng đầu bảng nhân không có kẻ yếu. Chỉ mới đánh mấy chiêu, Lâm Nhất đã cảm thấy hơi lo lắng, người trước mặt này mạnh hơn Diệp Lưu Vân rất nhiều. Chân nguyên của hắn đã được tuế nguyệt chi lực ngưng luyện mấy lần, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế khi đối đầu với Trương Liệt. Sau khi khí thế của đối phương rõ ràng đã yếu đi, không ngờ hắn không bị thương chút nào trước cú đấm này. Nhưng điều này đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Tuyệt đối không thể nhường lại nhiệm vụ cấp A, chân nguyên của đám người này nhất định là dựa vào linh ngọc nhị phẩm nên mới ngưng luyện hùng hậu như vậy. Cả hai người đều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, dường như không thể tránh được trận chiến này. Keng! Kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, ánh hào quang chói lóa lập tức rọi sáng cả không gian mở tối này. Khi thấy Trương Liệt sắp rút kiếm, người chấp sự thờ ơ trước đó bèn nhíu mày, hừ một tiếng, đủ rồi. Hai tiểu tử các ngươi thật sự định quyết chiến sinh tử ở công đức điện hay sao? Có thủ oán gì thì ra ngoài mà giải quyết, ở đây còn nhiều người khác cần nhận nhiệm vụ. Trong giọng nói lạnh lùng tràn đầy vẻ oai nghiêm buộc phải nghe theo. Trương Liệt cắn môi, cuối cùng vẫn không dám làm trái lời chấp sự. Hắn ta nhét thanh huyền binh đã rút ra được một nửa vào vỏ lại. Trương Liệt dẫn hai người bạn bước ra ngoài điện, khi đi ngang Lâm Nhất, hắn ta lạnh giọng, hy vọng lần nào ngươi cũng sẽ gặp may mắn thế này. Đừng tưởng nhiệm vụ năm sao dễ nhận lắm, ta không tin ngươi thật sự còn mạng để quay về. May mắn ư, ngươi nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Lâm Nhất không nhiều lời, đeo hộp đựng kiếm lên lưng rồi rời đi. Về đến Lạc Già Sơn, Lâm Nhất nói với Hân Nghiên một tiếng, sau đó chuẩn bị xuất phát. Mạc Thành và Hân Nghiên nhìn Lâm Nhất cưỡi huyết long mã dần đi xa, vẻ mặt của cả hai đều hơi phức tạp. Hồi lâu sau, Mạc Thành mới khẽ thở dài, sư tỷ, có phải tiểu sư đệ hơi liều lĩnh không? Liều lĩnh, ngươi đừng để bị hắn lừa gạt. Hân Nghiên cười nhẹ, ngày đánh bại Diệp Lưu Vân, hắn chưa hề rút kiếm, nói cách khác là dù không thi triển bá kiếm, Diệp Lưu Vân cũng sẽ bị thua dưới tay hắn, ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Nghĩa là gì ạ? Mạc Thành không hiểu cho lắm. Chương 593. Nghĩa là tuy Lâm Nhất sư đệ không có tên trong 10 hạng đầu bảng nhân, nhưng lại có thực lực có thể so sánh với 10 hạng đầu bảng nhân. Ta đoán trong 10 người đứng đầu bảng nhân, ngay cả Trương Liệt cũng sẽ không biết đâu. Trong mắt Hân Nghiên lộ ra vẻ trầm tư, hắn luôn là kẻ liều lĩnh, nếu không có thực lực này thì chắc chắn hắn sẽ không đi để tự chuốc lấy đau khổ. Nếu có thực lực này, đương nhiên sẽ không muốn bị quy định ràng buộc, ngay cả Vương Ninh cũng dám giết,
sao hắn có thể quan tâm đến việc vi phạm quy định. Mạc Thành thầm kinh ngạc, nhưng nghĩ lại. Trước đó, khi Lâm Nhất đối diện với cú đấm của Phó Lăng Thiên, hắn cũng không chịu thiệt quá lớn. Có lẽ hắn đã có thực lực sánh ngang với 10 hạng đầu, chẳng qua hắn không thèm để ý những hư danh này nên lười đi đấu hạng thôi. Có lẽ sư tỷ nói không sai. Nhưng nhận 4 nhiệm vụ cấp A 5 sao trong một lần thì nguy hiểm quá. Vừa nghĩ tới đây, vẻ lo lắng thoáng qua trong mắt Mạc Thành. Hân Nhiên tiếp lời, con người chung quy vẫn phải dựa vào chính mình, không rèn luyện giữa sinh tử thì sao có thể mạnh lên. Đại Tần Đế Quốc không chỉ có Lăng Tiêu Kiếm, các con đường sau này còn rất dài, hắn hiểu được sớm cũng là chuyện tốt. Dãy núi Ma Vân, một địa đi điểm nổi tiếng ở quận Tần Thiên. Phía trên dãy núi trải dài vô tận được bao phủ bởi tầng ma vẫn quanh năm không đổi, cái tên Ma Vân từ đây mà ra. Trong dãy núi này có vô số cây cổ thụ cao chọc trời, lúc nào cũng tối tăm. Có vô số yêu thú sinh sống trong đó, chỉ tính xung quanh dãy núi đã toàn là yêu thú cảnh giới huyền võ. Vào sâu bên trong cũng có không ít yêu thú cảnh giới tử phủ cực kỳ mạnh. Còn có người nói rằng ở vùng trung tâm của dãy núi có cả yêu thú cảnh giới thiên phách tồn tại. Điều này đã làm cho dãy núi Ma Vân thêm phần huyền bí. Vì được Ma Vân bao phủ quanh năm nên yêu thú trong dãy núi đều có ma tính, mạnh hơn nhiều so với yêu thú bên ngoài. Cùng là yêu thú huyền võ tầng 3 nhưng lại có thể so sánh với yêu thú huyền võ tầng 4. Nhưng nơi nào càng nguy hiểm, nơi đó càng có cơ hội sản sinh ra nhiều loại địa bảo thiên tài khác nhau. Lăng Tiêu Kiếm Các, Hỗn Nguyên Môn, Huyền Thiên Tông, Ma Nguyệt Sơn Trang, Tần Thiên Học Phủ và các nhân tài của thế gia đế quốc luôn không thiếu những người tài cao gan lớn đến đây mạo hiểm lịch luyện. Lúc này, ở vùng ven dãy núi Ma Vân, vào giữa đêm, dãy núi vốn đã tối càng trở nên tối tăm hơn. Ở nơi tối đen như mực này, dù võ giả cảnh giới huyền võ rót chân nguyên vào hai mắt cũng không thể nhìn thấy được cảnh tượng ngoài nghìn mét. Đờ dưới cây cổ thụ chọc trời có một ngọn lửa đang cháy. Một thiếu niên và một con ngựa màu máu đang lười nhác ngồi ăn thịt yêu thú nướng. Chương 594. Ánh lửa rọi vào làm khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm. Không phải nói nhiều, thiếu niên này đương nhiên là Lâm Nhất. Với tốc độ của huyết long mã, hắn chỉ mất hơn 10 ngày đã từ Lăng Tiêu Kiếm Các đến dãy núi Ma Vân. Tin đồn quả nhiên không giả, chỉ ở khu vực giáp danh, dãy núi Ma Vân đã đầy rẫy yêu thú cảnh giới huyền võ. Võ giả tiên thiên gần như không hề có cơ hội sống sót ở đây. Dù nhân tài cảnh giới huyền võ ở đây cũng phải cẩn thận. Thịt này ngon thật đấy. Lâm Nhất nhìn huyết long mã đang ăn ngấu nghiến, nhẹ giọng cười bảo, gần 1/3 con thiết bối hùng đã bị nó ăn sạch. Sau khi ăn xong, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, lặng lẽ luyện hóa huyết khí và linh khí dồi dào trong thịt yêu thú. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra nhìn về phía huyết long mã, tiểu hồng, đã đến lúc luyện tập rồi. Trong mấy ngày qua, cứ mỗi khi buồn chán, một người một ngựa lại tỉ thí với nhau. Tiềm năng của huyết long mã lẫn huyết mạch trúc long dị biến trong cơ thể nó chưa được khai quật chút nào. Lâm Nhất dốc lòng huấn luyện nên mấy ngày nay coi như cũng gặt hái được khá nhiều. Vừa nghe nói luyện tập, hai mắt huyết long mã sáng rực lên, nó nhếch miệng cười để lộ hai hàm răng. Không chờ Lâm Nhất đứng lên, nó đã bổ nhào tới, dùng chân đá mạnh. Quát con này! Lâm Nhất cười bất đắc dĩ, sau một lần đánh lén thành công và đá Lâm Nhất sắp chết, huyết long mã đã quen với kiểu chưa nói lời nào đã ra tay như thế này. Lâm Nhất đã thua một lần, sao có thể trúng chiêu lần nữa? Hắn đập tay xuống đất rồi lao qua. Bùm! Cây cổ thụ chọc trời mấy người ôm cũng không hết ở đằng sau đổ xuống vì cú đá của nó. Một đòn nặng cũng phải mười mấy nghìn cân, đủ để so sánh với cảnh giới huyền võ tầng 4. Sức mạnh lớn một cách đáng kinh ngạc. Hiệu quả không tệ, tiếp nào. Sau khi tiếp đất, Lâm Nhất mỉm cười nhìn huyết long mã, nói bằng giọng khiêu khích. Bùm bùm bùm. Trong rừng rậm, đi cùng với tiếng hí của huyết long mã là tiếng nổ kinh thiên động địa nối tiếp nhau không ngừng, từng cây cổ thụ chọc trời đổ xuống. Trong dãy núi, rất nhiều yêu thú nghe thấy tiếng động lạ đều sợ đến mức không dám động đậy. Gần đây chúng đã bị huyết long mã bắt nạt không ít lần, nó chẳng khác nào một con ác ma. Sức thì mạnh đấy, nhưng vẫn không thể làm ta bị thương.
Lâm Nhất lặng lẽ thi triển thất huyền bộ, bóng dáng hắn lúc ẩn lúc hiện trong núi rừng, trông vô cùng huyền diệu. Chương 595. Huyết Long Mã nổi giận hí lên một tiếng, nó hạ thấp đầu, để lộ chiếc sừng vừa cứng rắn vừa sắc bén, liên tục lập lòe tia điện. Định tung tuyệt chiêu à? Vẻ nghiêm túc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, đây là tuyệt chiêu của Huyết Long Mã, thiểm điện trùng thứ. Yêu thú huyền võ tầng 3 hoàn toàn không có cơ hội sống sót khi đối mặt với thiểm điện trùng thứ, nó khá đáng sợ. Ầm ầm, có tiếng sấm trầm nặng vang lên, một tia long uy thuần túy bùng nổ từ trên người Huyết Long Mã, khí tức táo bạo từ trên người nó phóng ra. Khi luồng khí thế kia đạt đến đỉnh điểm, cơ thể to lớn của Huyết Long Mã lao đi nhanh như chớp. Hồng hộc, Huyết Long Mã phi nước đại trên mặt đất bằng, để lại một tia chớp. Bùm. Lâm Nhất dùng Tử Diên kiếm hạp đỡ chiêu, bị đánh bay ra xa, và gãy ba cây cổ thụ mới dừng lại. Lâm Nhất ngả người vào thân cây cổ thụ, lau máu trên khóe miệng, cười khổ, ra tay thật tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn bước cho tia long uy này ra ngoài, còn phải tiếp tục khai quật. Lộc cộc, Huyết Long Mã vui vẻ chạy tới trước mặt Lâm Nhất, nhếch miệng cười tâu toét. Biết biết, ngươi thắng rồi. Lâm Nhất mỉm cười. Lấy một viên linh ngọc từ trong túi trữ vật ra đưa cho đối phương. Rắc rắc. Nó cắn nát linh ngọc cứng rắn một cách thành thạo, sau đó nuốt xuống. Cách luyện hóa dữ dội thế này cũng chỉ có Huyết Long Mã mới làm được. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Nhất lấy thẻ nhiệm vụ ra xem, chắc hai ngày nữa là có thể tìm được bầy huyết lang 50 viên huyết tinh không dễ lấy chút nào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất mở mắt. Dãy núi Ma Vân đã sáng. Tuy vẫn còn hơi tối nhưng đối với võ giả cảnh giới huyền võ, tầm nhìn đã không còn bị cản trở. Nghỉ ngơi một đêm, tối qua còn bổ sung thịt yêu thú nên hôm nay Lâm Nhất cảm thấy rất sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Hắn rời mắt nhìn sang, không thấy Huyết Long Mã đâu cả, chắc nó lại đi gây rối với những con yêu thú khác. Trong núi rừng, Tiểu Hồng tới vô ảnh đi vô tung, hoàn toàn không có thiên địch. Đối với nó, đây được coi là một nơi thí luyện tuyệt vời. Đến lúc nên đi tìm bầy huyết lang rồi, khu vực giáp danh này không có tính khiêu chiến và tác dụng lịch luyện đối với mình. Lâm Nhất hạ quyết tâm, mũi chân nhẹ nhàng dẫm xuống. Chỉ thấy hắn bước một bước, nhẹ nhàng nhảy lên nhành cây cao hơn 10 mét như kim ô dương cánh. Hắn thi triển thất huyền bộ tiểu thành một cách rất thuần thục. Chương 596. Giữa rừng cây cổ thụ chọc trời, bóng dáng Lâm Nhất liên tục lướt qua. Khí tức âm u tràn ngập trong không khí càng thêm nặng nề. Trong dãy núi Ma Vân luôn ẩn chứa những nguy hiểm rất lớn. Bất cứ lúc nào cũng không được thiếu cảnh giác. Lâm Nhất đã có rất nhiều kinh nghiệm lịch luyện nên chưa để mất cảnh giác một giây phút nào. Bùm bùm bùm. Một tràng tiếng đánh nhau kịch liệt bay theo gió lọt vào tai Lâm Nhất. Tiếng dã thú gầm thét cùng với khí tức cuồng bạo tràn ngập trên không trung, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Yêu thú quyết đấu à? Chuyện này hơi hiếm gặp, qua đó xem thử xem. Lâm Nhất đang chạy nhanh như chớp đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về một hướng, sau đó hắn thu hồi khí tức, lặng lẽ đi tới. Một lát sau, Lâm Nhất ẩn mình trong lớp lá dày trên một cây cổ thụ, ở trên cao nhìn xuống. Thảm quá! Ở bên dưới, hai phe đánh nhau là một con thiết bối hùng và một con thị huyết ma viên. Thiết bối hùng đứng thẳng, chiều cao gần 3 mét. Thân thể khổng lồ, làn da cứng như sắt thép. Nó được coi là một loại yêu thú khá khó chơi ở khu vực giáp danh, có sức lực cực kỳ lớn và sức phòng ngự rất mạnh. Ngay cả huyền võ tầng 4 bình thường gặp nó cũng không thể làm được gì. Nhưng bây giờ nó lại vô cùng thê thảm khi đối đầu với thị huyết ma viên. Thị huyết ma viên cao đến 2 trượng, mặt mày dữ tợn, toàn thân đầy những lông dài màu đen, cơ ngực căng phồng tràn đầy sức bùng nổ. Nó há miệng để lộ hàm răng sắc bén, ánh lên tia sáng lạnh thấu xương. Thiết bối hùng ở trước mặt nó như một đứa trẻ, bị giày xéo vô cùng thê thảm. Răng rắc. Lớp phòng ngự được gọi là thiết bối bị năm đấm cứng rắn của thị huyết ma viên đánh đến mức liên tục phát ra tiếng giòn giã. Toàn thân thiết bối hùng chồng chất vết thương, có lẽ xương cốt lẫn nội tạng của nó đều đã bị nứt vỡ. Lúc này thị huyết ma viên chỉ đang đùa giỡn với nó mà thôi. Lâm Nhất nấp trong kẽ lá, bình tĩnh quan sát mọi thứ với vẻ mặt không cảm xúc. Phụt! Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, thị huyết ma viên dùng hai tay nâng thiết bối hùng lên,
móng vuốt bén nhọn cắm vào trong thịt Thiết Bối Hùng. Nó cười dữ tợn, kéo mạnh ra một phát, Thiết Bối Hùng khổng lồ cứ thế đã bị nó xé thành hai nửa. Máu văng tứ tung, thì huyết ma viên hả miệng điên cuồng hút vào. Chương 597. Khuôn mặt ma viên vốn đã hung dữ, sau khi nhuốm máu, cả khuôn mặt trông càng thêm hung tợn và đáng sợ. Lâm Nhất Thầm nói trong lòng, chắc thị huyết ma viên này đi ra từ khu vực sâu trong dãy núi Ma Vân, yêu thú vùng rìa không phải đối thủ của nó, quả nhiên rất hung tợn. Rắc rắc, thị huyết ma viên túm lấy yêu đan của Thiết Bối Hùng, không ngừng nhai ngấu nghiến. Ma viên ăn yêu đan xong có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, như thể vẫn chưa đủ no, nó bất mãn dẫm lên xác Thiết Bối Hùng vài cái. Trên đất là một đống thịt bầy nhầy, không nhận ra là xác loài yêu thú nào. Bỗng nhiên trong mắt nó lóe lên một tia kỳ lạ, nó đột ngột quay người, ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Nhất. Trong mắt hiện lên đầy tia máu, toàn thân tràn ngập tà khí. Bị phát hiện rồi sao? Gầm. Lâm Nhất đang nghĩ tới đó thì thị huyết ma viên đã gầm lên, mang theo cơn gió kinh thiên động địa. Lá rụng che thân bị thổi bay, bóng dáng Lâm Nhất hoàn toàn lộ ra. Quả nhiên đã bị phát hiện, khứu giác thật nhạy bén. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không hề có một chút hoảng sợ, thấy ma viên cười gắn, trong mắt hiện lên tia dữ tợn, hắn cười khẽ định coi ta là con mồi sao. Thị huyết ma viên cầm đầu gấu Thiết Bối Hùng lên, ném về phía Lâm Nhất như ném lựu đạn. Lâm Nhất nhẹ nhàng bay xuống, vững vàng đáp đất. Rầm. Hắn vừa đáp đất, nơi hắn đứng lúc trước vọng lại tiếng nổ, cành cây thô to dưới sự va chạm của đầu gấu đã hóa thành bột mịn. Tiếng giống giận của yêu thú vang lên, bóng đen hoàn toàn bao trùm lấy Lâm Nhất. Nắm đấm của nó còn to hơn đầu Lâm Nhất, đập xuống nhanh như chớp. Rầm. Mặt đất phút chốc nổ tung, những cây cổ thụ gần đó lung lay, vô số lá cây rơi xuống lả tả như có trận tuyết dày. Chỉ một cái lắc mình, Lâm Nhất đã lùi về sau thị huyết ma viên như đang đi dạo trong sân. Hắn thể hiện toàn bộ sự huyền diệu của thất huyền bộ ra. Chỉ mới tiểu thành mà đã có thể khiến thị huyết ma viên hung hãn bất lực. Nó vô cùng tức giận, tung người đạp một cú, giống như sấm sét đánh về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất nhẹ nhàng né được cú đạp như núi ấy. Cú đáp của ma viên có khí thế ngút ngàn, dư âm sao động, thổi bay áo Lâm Nhất, mái tóc dài tung bay. Thị huyết ma viên mấy lần tấn công vẫn chưa chạm được tới góc áo Lâm Nhất thì tức giận gầm thét. Nó như phát điên, xé hai chi của Thiết Bối Hùng. Hoặc là nắm quyền, hoặc là đổi móng, điên cuồng đánh về phía Lâm Nhất nhanh như chớp. Chương 598. Uy lực của nó rất mạnh, từng luồng ma khí màu đen thấm ra từ trong cơ thể, ma tính hoàn toàn bị kích thích. Nổi điên rồi à, vậy mới thú vị chứ. Lâm Nhất đang lui về, khóe miệng nở nụ cười, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên ý chí chiến đấu. Trong mắt hắn... Yêu thú cấp bậc huyền võ tầng thứ ba bá chủ chỉ sau khi nổi điên mới có thể khiến hắn nghiêm túc ra tay. Lâm Nhất đang ở trên không trung, hai tay chợt bộc phát ra quang mang chói mắt, chân nguyên sôi trào, tiếng nổ vang lên liên tục, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra như sấm rền vang vọng. Mười ngón tay hắn biến hóa không ngừng, chân nguyên trong cơ thể bị nén lại, giống như ngọn lửa sắp bùng phát. Bất diệt kim cương ấn. Hai tay hắn chợt đẩy về phía trước. Tung kim cương ấn ra, sức mạnh dâng trào, liên tục sao động. Thị huyết ma viên to lớn như ngọn núi nhỏ bị đẩy lùi bay ra ngoài, sau khi tiếp đất, nó lăn liên tiếp vài vòng. Ầm ầm ầm, từng cây cổ thụ bị thị huyết ma viên vả vào làm cho sụp đổ. Gầm, thú tính của thị huyết ma viên hoàn toàn bị khơi dậy, sau khi đứng vững nó hung hăng lao về phía Lâm Nhất. Gió từ rồng, mây từ hổ. Lâm Nhất bước ra một bước. Ngưng tụ gió mây, long hổ sinh uy, khí thế cường hãn liên tục bốc lên, thoáng chốc đã đột phá bình cảnh huyền võ tầng 2, tăng vọt lên huyền võ tầng 4. Tiếng rồng gầm hổ ngâm, uy áp đáng sợ khiến thị huyết ma viên bước đi loạng choạng. Phá không ấn. Lâm Nhất từ trên trời bay xuống, tung ra một quyền thật mạnh. Mắt thấy không phải không, trong lòng không có gì mới là không, phá không ấn là phá long hổ trong lòng ta, phá tâm chi lực. Rầm. Trong tiếng nổ, thị huyết ma viên bị một quyền của Lâm Nhất nổ bay, chân nguyên dày đặc dưới sự gia trì của phá không ấn bạo phát không gì sánh bằng. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nhất bước ra,
để lại dư ảnh tại chỗ, tựa như thoáng chốc biến mất. Thị huyết ma viên còn chưa đáp đất, quyền mang của hắn dưới sự gia trì của phá không ấn đã lại nổ tung. Quyền xuất như kiếm, kiếm xuất như quyền, Lâm Nhất đi liên tục 7 bước, tung liên tục 7 quyền. Dưới sự bùng nổ siêu mạnh của thất huyền bộ, 7 bước và 7 quyền nhìn như đồng thời xảy ra trong cùng một giây. Trong một giây bước ra 7 bước, đấm ra 7 quyền. 7 quyền hợp lực, cơ thể khổng lồ của thị huyết ma viên run lên kịch liệt trong không trung. Đó là chân nguyên tử diên được chút vào, dưới sự gia trì của kiếm ý, nó đang chạy loạn xạ trong cơ thể. Bùm! Cuối cùng thị huyết ma viên vẫn không đáp đất, dưới chân nguyên điên cuồng của 7 quyền kết hợp, nó đã nổ tung tại chỗ. Bầu trời mưa máu, bóng dáng Lâm Nhất lóe lên, hắn cầm yêu đan của ma viên rồi vững vàng đáp đất. Áo trắng như được gột rửa, không một vết máu. Quay đầu nhìn lại, trong một vũng máu có thi thể chia 5 x 7 của thị huyết ma viên rải rác trên đất. Sự bá đạo của Long Hổ Quyền kết hợp với thất huyền bộ tiểu thành rất hoàn hảo. Một bước để lại 7 tàn ảnh, một giây tung ra 7 quyền. Dưới sự gia trì của phi không ấn bản phá uy lực của 7 quyền này, dù là thiên kiêu tông môn có tu vi huyền võ tầng 4 đứng trước mặt mình cũng chẳng là gì. Chương 599 yêu sát của vương giả lại ngưng tụ thành thực thể. Tuy nhiên, đa số đều duy trì trong phạm vi có thể khống chế. Ngoài mặt vẫn có thể xem là hài hòa, nhưng nghe các đệ tử lâu năm trong kiếm các nói, Lăng Tiêu kiếm các và Hỗn Nguyên môn không hợp nhau. Nguyên nhân cụ thể thì Lâm Nhất không biết. Hỗn Nguyên môn có thể xem là một lựa chọn của hắn khi chưa bước vào Đại Tần Đế quốc, nhưng cũng không hiểu nhiều. Trận chiến ác liệt phía trước vẫn chưa kết thúc. Tuy thiếu niên lạnh lùng kia có thực lực mạnh, nhưng vẫn còn chênh lệch rõ rệt với Huyết Lang Vương, các sư đệ sư muội của hắn ta đều đã bị thương. Trước mắt chỉ có thể để hắn ta chặn hậu, không cách nào giúp đỡ. Cút! Sau một phen chiến đấu vất vả, hiệu quả không cao, trong cơn tức giận, thiếu niên lạnh lùng rút thanh trường đao sau lưng mình ra. Ánh đao lạnh lẽo, lan tràn đao ý hùng hậu dồi dào. Xoạt! Một luồng đao mang vọt thẳng lên trời, giống như xích sắt len lỏi ra từ trong hàn giang vạn dặm, lao thẳng đến chỗ Huyết Lang Vương. Rắc! Trong nháy mắt, đao mang đánh trúng bụng Huyết Lang Vương, trong mắt thiếu niên lạnh lùng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tả Vân sư huynh, cẩn thận! Vài đệ tử Hỗn Nguyên môn đang chạy trốn ở đằng sau kinh ngạc kêu lên. Ồ! Thiếu niên lạnh lùng hơi ngạc nhiên, đợi Huyết Lang Vương đứng dậy mới bàng hoàng phát hiện ra. Một đao vốn tưởng có thể đâm xuyên Huyết Lang Vương lại chỉ tạo thành một vết thương đáng sợ. Còn lâu mới đạt được mục tiêu làm Huyết Lang Vương bị thương nặng. Yêu sát của vương giả lại ngưng tụ thành thực thể. Lâm Nhất đứng trên ngọn cây nhìn rõ tất cả, một đao kia giống như thiết tác hàn giang, hào hùng vạn trượng, hùng hậu mà cuộn trào. Nếu thật sự có thể đánh chúng, cho dù là bản thân hắn cũng sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng khoảnh khắc Huyết Lang Vương sắp trúng đao, phần bụng nó ngưng tụ ma khí màu đen kết dính, triệt tiêu đa số đạo ý. Trong cơn giận tột độ, Huyết Lang Vương điên cuồng phản kích, ngửa đầu hú một tràng dài. Miệng sói há mở, ngưng tụ ánh sáng màu đỏ máu, yêu nguyên trong cơ thể nó hội tụ đè nén, giống như một vầng mặt trời máu, chiếu sáng tám phương. Hộc hộc! Thiếu niên lạnh lùng tên Tả Vân còn chưa kịp phản ứng, đã bị chùm sáng phóng ra từ vầng mặt trời máu đó đánh trúng. Phụt! Hắn ta nôn ra máu, nặng nề rơi xuống đất, sắc mặt trắng nhợt. Bịch bịch bịch! Chương 600 chết đi! Tả Vân rơi xuống đất, vỗ mạnh tay lên mặt đất, đứng dậy, chạy nhanh không ngừng. Xác thịt như vậy quả thật khiến người ta kinh hãi. Đổi lại là người bình thường chúng phải một đòn đó, không chết cũng sẽ tàn phế, đâu thể nào chạy nhanh như vậy. Tả Vân rất có trách nhiệm, dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn không dẫn Huyết Lang Vương về phía sư đệ sư muội của mình, mà sử dụng thân pháp, chạy băng băng về phía Lâm Nhất đang đứng. Phát hiện ra mình rồi sao? Có lẽ không phải, ở khoảng cách 7-8 dặm, hắn ta không thể nào cảm nhận được mình. Huống hồ, hắn ta đang chiến đấu kịch liệt với Huyết Lang Vương, chắc chắn không dám phân tâm. Đó là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, chỉ có thể nói là trùng hợp. Trong đầu Lâm Nhất,
dòng suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, chốc lát sau đã đưa ra phán đoán. Hắn đứng trên ngọn cây, chậm rãi nhắm mắt lại, tử diên hoa 36 cánh trong đan điền không ngừng nở rộ. Chân nguyên hùng hậu dồi dào không ngừng sao động trong cơ thể, tử diên kiếm quyết điên cuồng vận chuyển. Xuất sinh, đi cứu sư huynh. Đám người hỗn nguyên môn vốn đã an toàn, thấy Tả Vân một mình dẫn huyết lang vương đi, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Bọn họ không quan tâm đến vết thương trên người, căm phẫn không thôi, lập tức đuổi theo. Giữa rừng núi rậm rạp, dưới sự truy đuổi điên cuồng của huyết lang vương, gió lớn nổi lên, cát bụi đá vụn bay mù mịt, lá rơi như tuyết. Khí tức đáng sợ khiến khu rừng vang lên tiếng vọng, khiến lòng người rùng mình lo sợ. Khoảng cách 7-8 dặm đối với Tả Vân và huyết lang vương đang chạy băng băng không tính là quá xa. Thời gian một chản trà qua đi, gió mạnh thổi vù vù, thổi bay tóc trên trán Lâm Nhất, để lộ gương mặt thanh tú sáng sủa, góc cạnh rõ ràng của hắn. Lông mi hắn khẽ rung, đôi mắt sâu sắc bỗng mở ra. Ầm. Trong đôi mắt đen láy, một luồng sáng bén nhọn như bảo kiếm rời vỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như sao. Chết đi. Lâm Nhất không nhìn lấy một cái, từ trên ngọn cây nhảy vọt xuống giống như kim ô sải cánh. Chân nguyên hùng hậu sao động điên cuồng trong cơ thể, bùng phát hoàn toàn, 36 cánh hoa nở rộ. Kiếm ý rồi rào lĩnh ngộ trong khoảnh khắc sinh tử lóe lên rồi biến mất, kiếm thế cuồn cuộn ngưng tụ trong quyền mang, đánh mạnh vào huyết lang vương ở dưới đất. Huyết lang vương đang đuổi theo Tả Vân hoàn toàn không ngờ trên cây đột nhiên lại có người nhảy ra. Như tim của ta, như kiếm của ta, quyền xuất như kiếm xuất như quyền kiếm hợp nhất. Nhân lúc yêu sát vương giả chưa kịp ngưng tụ thành thực thể, một quyền đỉnh cao của Lâm Nhất đánh vào vết thương do Tả Vân gây ra lúc trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.